Alo. Alo. Alo, 1234. Alo, 1234. Alo, 1234 5678. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập mới của bộ truyện này. Mấy ngày gần đây thì sức khỏe của mình nó có hơi yếu một chút do đọc nhiều quá. Vì vậy rằng nếu có hôm nào mình ra video nó không đủ thời lượng 2 tiếng thì mong các bạn thông cảm nha. Vì thật sự đọc lâu khá là mệt đấy, không đơn giản đâu. Và thời điểm này thì cũng rất là khó khăn về kinh tế nữa, nên là mình cũng phải làm khá là nhiều việc. Chứ không đọc truyện mãi mà không có tiền thì cũng chết đói các bạn ạ. Và xin được cảm ơn bạn Khánh An đã donate cho mình qua ví PayPal. Và xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập ngày hôm nay nha. Bắt đầu. Có người lẻn vào sao? Colin thì không lập tức xoay người ngồi dậy, chỉ nghiêng thân thể của mình, để tay phải xuống đầu gối, lặng yên, cầm chắc súng ngắn chuông tang. Cùng lúc đó thì anh thong thả mở ra năm ngón tay trái để cho mấp máy đói khát ở trong trạng thái sẵn sàng khởi động. Biết được sau khi về Bách Lan sẽ khó có thể tìm đồ ăn cho mấp máy đói khát, anh đã sớm lẻn vào nhà giam Vịnh Díp Xi thành phố Con Ác tìm phạm nhân tử hình, xác nhận hành vi tội phạm không sai sót, sau đó thì đút cho nó ăn thôi. Người của học phái Hoa Hồng sao? Tôi bắt mình sao? Không, không có khả năng như vậy đâu. Hơn nữa, nếu là bọn hắn thì khẳng định sẽ không có tùy tiện tới cửa, mà là chờ đợi cơ hội, tranh thủ lúc mình ở nơi hẻo lánh, một kích đắc thủ, miễn cho kinh động đến thế lực ở Bách Lan. Lúc ở Thánh Lễ Ánh Trăng, mình hiến quá nhiều tiền nên bị phần tử xấu theo đuổi sao? Một phú ông ra tay hào phóng vừa tới Bách Lan, quả thật rất dễ dàng trở thành mục tiêu của người khác. Đương nhiên, cũng có thể là kẻ gác đêm muốn tới điều tra. Trong khi nội tâm liên tục suy nghĩ thì Colin nghe thấy có tiếng động rất nhỏ từ ban công cách vách truyền đến. Ngay sau đó là tiếng của ổ khóa lay động, cửa sổ sát đất gần như không tiếng động bị mở ra. Colin cẩn thận lắng nghe, phát hiện ra có tiếng bước chân tiến ra hành lang. Hơi tạm dừng một chút, tiếng bước chân hướng về phòng ngủ bên này, sau đó là tiếng mở cửa phòng người giúp việc nam. Đi nhầm chỗ sao? Hay là đối phương muốn tìm Richardson? Colin nghĩ vậy, buông chuông tang ra, đi về phía hộp thuốc lá bằng sắt cách đó không xa. Anh giải trừ minh tưởng. Một bóng dáng mặc áo khoác đỏ sậm cũ kỹ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, đi xuyên qua bức tường. Khi oan hồn Xenon tới cửa sổ thủy tinh phòng Richardson, vừa bạn thấy được một cái bóng có màu da nâu nhạt, tóc đen, thân thể mềm mại đi ra khỏi phòng của Richard. Mà Richard thì không tiếng động, ngồi ở mép giường, thân thể ngả về phía trước, lưng hơi nhô lên, tựa như hòa mình cùng với cả bóng tối vậy. Vẻ mặt của hắn thì sợ hãi, khi thì khó xử, khi thì toát ra cảm giác yếu đuối, cuối cùng đều quy về yên lặng. Quả nhiên là tới tìm Richardson. Đặc điểm hình dáng rất tiếp cận với cả người đại lục phương Nam. Thân thể nhanh nhẹn, hành động thuần thục, hẳn là một người phi thường rồi. Đây là bạn mà Richardson quen biết khi còn ở trong trang viên bên đại lục phía Nam sao? Hay là người quen của mẹ hắn? Richardson chỉ là một người giúp việc, lương một năm 35 bảng. Colin thì vừa mượn dùng thị giác của Xenon, vừa quan sát, vừa suy đoán trong lòng. Giờ khắc này thì anh bỗng nhiên có chút hiểu được vì sao Richardson giỏi quan sát, thích ở ban công đánh giá người đi đường lui tới. Hắn sợ bị người ta tìm được sao? Hy vọng không có vấn đề gì quá lớn, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Bói toán thử xem. Nếu mà Richard không thể giải quyết phiền toái này thì vậy tìm cái cớ đuổi việc cậu ta vậy. Richardson một lần nữa nằm xuống. Colin thấy vậy thì liền thu hồi oan hồn. Lúc này ở số 7, Pepinster,
Leonard Mitchell một lần nữa ngủ say, tiến vào sương mù bao phủ Bách Lan. Hắn trước đó đã ở trong mộng hỏi phóng viên Mike Joseph của báo quan sát hàng ngày, nói rằng Sherlock Moriarty không phải chủ động muốn dính vào sự kiện ở Randhurst, mà là được thuê mới tham dự. Điều này làm cho lòng hiềm nghi của đối phương thẳng tắp áp xuống. Nếu không có bóng dáng của vị đại thám tử này xuất hiện ở rìa sự kiện Capin, cùng với cả em Linh White của giáo đường Harvard có quan hệ chặt chẽ, Leonard Mitchell đã muốn từ bỏ điều tra rồi, tiếp tục truy tìm tung tích của Enzang Will. Bởi vì Sherlock Moriarty không có nhiều bạn bè câu lạc bộ Crab, một người đã chết trong sự kiện Vương tử Isaac, một người chính là phóng viên Mike Joseph. Cho nên tới giờ thì mục tiêu của Leonard chỉ có một, bác sĩ Alan Creed. Từ trong bộ tư liệu có thể thấy, người bác sĩ này thì cũng bị cuốn vào sự kiện phi phạm có liên quan đến con đường quái vật. Sau khi bị đổi đi vật phẩm, hắn không còn xui xẻo và gặp ác mộng nữa, cuộc sống trở về với cả quỹ đạo bình thường. Người biết Sherlock Moriarty thì đại bộ phận đều có liên lụy tới giới phi phạm. Vị thám tử này khẳng định không đơn giản. Leonard vừa nghĩ vừa bấm chuông cửa tượng trưng cho nhà của Alan Chris. Tiến vào cảnh trong mơ, hắn tùy ý tìm sofa ngồi xuống, nhìn bác sĩ Alan đối diện nói: "Bà hãy nói cụ thể những gì bà biết về Sherlock Moriarty đi." Trong mộng, Alan thì không giấu giếm, từ chuyện bà Mary giới thiệu Sherlock Moriarty gia nhập câu lạc bộ Crab, mình chịu yêu cầu làm người đề cử, cho tới việc đại thám tử này đề nghị hắn nói sự việc gặp gỡ không tầm thường cho giám mục của giáo hội nữ thần đêm tối. Chân tướng chính là như vậy. Thái độ của Sherlock Moriarty đối với cả thế lực chính phủ rất thân thiện. Cùng nhận được thư xác nhận của Isengard Stanton, Leonard nhìn thoáng qua biểu hiện trên khuôn mặt của bác sĩ Alan, thu hồi ánh mắt, tiếp tục lắng nghe. Alan trả lời xong mọi chuyện rồi cuối cùng nói: "Ông ta đã tới phía Nam nghỉ phép rồi, vẫn chưa quay về đâu. Tôi luôn rất lo lắng." "Bất quá, ông ta là một đại thám tử rất thông minh, lại rất giàu tình cảm. Tôi nghĩ hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Hy vọng ông ta tới kịp tham gia yến hội chúc mừng đứa nhỏ sau khi sinh." "Có lẽ vậy." Leonard hoài nghi Sherlock Moriarty sẽ không trở lại Bách Lan. Hắn lập tức lễ phép cáo từ, đi ra khỏi cảnh trong mơ của bác sĩ Alan. Đi mấy bước, hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong căn nhà một đám quang cầu đại biểu cho cảnh trong mơ lần lượt thay đổi, nhồi vào toàn bộ không gian, không có vấn đề gì cả. Là ảo giác sao? Mình rốt cuộc cảm thấy trên người có chút biến hóa. Leonard nói nhỏ một câu, xoay người bay về phía phố Pimpester. Trong tầm mắt của hắn, phía dưới là sương mù nồng đậm, còn đèn đường thì ảm đạm tái nhợt. Đột nhiên, Leonard dừng bay, chuyển ánh mắt về phía một căn nhà. Ở căn nhà kia thì có 5-6 quang cầu sương mù đang bay lơ lửng, không khác gì những tòa kiến trúc xung quanh. Nhưng mà theo linh cảm của Leonard, trong phòng tựa như tồn tại một cái bọc đen có thể hấp thu toàn bộ ánh sáng. Hơn nữa, hắn phát hiện ra mình không biết con đường khu phố này. Hắn không tìm được, cảm thấy tim đập nhanh, hoài nghi mình có phải nhìn thấy cái gì đó không nên thấy hay không. Tiếp theo thì thu hồi tầm mắt, chuẩn bị thoát khỏi nơi này, tiến đến chỗ thân thể của mình. Đúng lúc này thì trong căn nhà có vẻ hết sức bình thường kia, vang lên một âm thanh trêu tức: "Có muốn vào uống một chén trà hay không?" Toàn bộ suy nghĩ trong đầu của Leonard trong nháy mắt nổ tung, không cần suy nghĩ đã bay đi với tốc độ cao nhất rồi. Trong linh cảm của hắn, trong căn nhà kia thì có từng người một hóa lớn, cửa sổ hóa thành miệng, đang cắn lại đây vậy. Đèn đường phụ cận cấp tốc trở nên cao hơn, làm cho xung quanh biến thành một khu rừng sắt thép, tựa như đang muốn ngăn cản Leonard vậy. Leonard thì không dám dừng lại, càng không dám quay đầu, chỉ cảm thấy trái tim như chìm vào đáy cốc vậy. Thân thể của hắn dần dần có chút cứng ngắc, giống như bị vô số bàn tay vô hình bắt được thân thể vậy. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ mình sắp không chống đỡ được, ngọn đèn ở cửa sổ quen thuộc
trong căn nhà kia, bắt đầu hát về phía của hắn. Leonard ngừng thở, mãnh liệt lao đi, rơi xuống thân thể của mình ở cạnh trong mơ. Hắn bật tỉnh lại, đầu thì đã đầy mồ hôi rồi. Ông lão, vừa rồi rốt cuộc là cái gì vậy? Leonard thở hổn hển, nghĩ mà sợ hãi. Vài giây sau thì trong đầu của hắn mới vang lên một âm thanh, hơi lộ vẻ già nua. Tôi không rõ ràng cho lắm. Leonard nhất thời nhíu mày một cái, không hỏi lại nữa. Hắn chợt đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ban đêm bách lăn đèn đuốc khắp nơi, an bình yên tĩnh. Số 160 phố Bách Lăn, trong biệt thự của Wendy Dantit. Thưa ngài, quý cô Vahana Haysen đã đến đây rồi ạ. Richard tiến vào phòng, nói với cả Glenn. Khi mà nghe vậy thì bèn buông báo xuống, ngẩng đầu nhìn người giúp việc của mình, phát hiện ra hắn vẫn im lặng như trước, lặng lẽ, nội liễm, sợ hãi, rụt rè, không chút dị thường. Nếu không phải kết quả bói toán hoàn hảo, tùy tiện đuổi việc cũng dễ dàng khiến người bên ngoài không hoài nghi. Glenn thì nói thầm nửa câu, ra vẻ như chuyện gì cũng chẳng phát sinh vậy. Sau đó đứng dậy để cho Richard mặc vào áo khoác cho mình. 15 phút sau thì anh ôm lấy giáo viên lễ nghi Vahana Haysen, học một loại vũ đạo thường dùng. Tôi cảm thấy vài ngày nữa là mình sẽ thất nghiệp. Qua một hồi thì Vahana khen ngợi tiến bộ học hỏi của Wendy Dantis một cách rất hàm xúc. Cuối cùng nói, bất quá, anh vẫn có chút câu nệ. Tuy rằng không nên giống như đám đông Entis, luôn suy nghĩ rằng bằng nửa thân dưới, nhưng mà cũng không cần lúc nào cũng bảo trì khoảng cách. Thân thể ngẫu nhiên tiếp xúc là chuyện rất bình thường. Anh bây giờ có vẻ rất cứng nhắc khô khan. Cậu lên thì kéo đối phương gần thêm một chút, mỉm cười đáp lại. Tôi sợ thất lễ. Đây là nói va chạm thân thể với một cô gái, hành vi thất lễ sao? Không phải. Hẳn ý tứ là mình rất quyến rũ. Nếu mà ở gần quá thì làm thân thể của anh ta sẽ có phản ứng xấu. Một cách khen tặng rất tinh tế. Và Hana thì vừa suy nghĩ vừa cười. Anh học rất nhanh đấy. Khiêu vũ tiếp tục được tiến hành. Cậu lên thì nhìn khuôn mặt của Vahana, ra vẻ tùy ý hỏi. Quý cô, hình như cô đang có chút phiền não. Vahana thì cúi đầu cười nói. Chẳng phải vấn đề gì lớn đâu. Chồng tôi là một thương nhân, gần đây nảy sinh chút mâu thuẫn nho nhỏ với người ta. Chúng tôi có thể tự giải quyết. Anh vừa rồi hỏi trực tiếp quá. Trong tình huống hai bên còn chưa đủ thân quen thì tận lực đừng hỏi người khác có gặp phải cái gì hay không, trừ khi cô ta đã hiểu và biểu hiện cực kỳ rõ ràng. So với cả cô ra vào rất nhiều gia đình xã hội thượng lưu, biết không ít phu nhân tiểu thư, phú thương, vừa mới tới Bách Lan thì quả thật không có nhiều tài nguyên. Cô lên thì nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Tôi tưởng rằng chúng ta đã không còn là người xa lạ. Anh chợt chuyển đề tài, nói lên những gì bản thân đã trải qua cùng với cả hàng xóm xung quanh. Và Hana thì vừa nghe, đáp lại vài câu, để có lên biết rằng càng nhiều đặc điểm và càng được hàng xóm yêu thích hơn. Đợi cho Vahana rời khỏi thì có lên đứng ở cửa hồi lâu, nghiêng đầu, nói với cả ngài quản gia. Waiter, ông có biết rõ quý cô Vahana gặp phải chuyện phiền toái gì không? Nếu mà cô ấy không có biện pháp giải quyết, chúng ta sẽ cung cấp trợ giúp. Trạng vạng, mới từ giáo đường Estetone trở về, Glenn thì đang chuẩn bị lên phòng ăn lầu 2, thì thấy quản gia waiter tới đón, đồng thời cung kính hành lễ. Thưa ngài, chuyện ngài muốn điều tra đã biết được rõ ràng rồi ạ. Glenn thì không có nói rõ chuyện tình ở trước mặt người giúp việc nam nữ. Anh trầm một gật đầu. Đi tới phòng sách. Waiter đi theo phía sau của anh, một đường lên lầu 3. Richardson thì mở cửa phòng sách, đốt sáng đèn tường khí ga. Colin không nhanh không chậm đi tới bàn ngồi xuống, nhìn về phía quản gia, chờ đợi hắn mở miệng. Waiter thì ra hiệu cho Richardson ra bên ngoài, đồng thời cân nhắc từ ngữ. Chồng của quý cô Vahana là một thương nhân ngành vải dệt.
Trước đó thì hợp tác với cả người khác, bỏ ra 1.000 bạc. Kết quả đối phương mang theo hàng hóa chạy mất. Cô ấy đã nhờ nghị viên Marsh cùng với cả phu nhân Liana để bọn họ thúc giục cảnh sát mau chóng phá án. Bất quá loại chuyện này thì cảnh sát không dám cam đoan nhất định sẽ hết tìm được mục tiêu. Colin thì cầm lấy cái bút màu đen trên bàn, gõ gõ mặt bàn rồi nói: đối với cả gia đình quý cô và Hana thì 1.000 bạc cũng không phải số tiền nhỏ. Theo anh biết, một giáo sư bình thường một năm không thu được quá 150 bạc. Nếu mà chủ thuê đã cung cấp chỗ ở cùng với cả thức ăn thì còn có thể nhiều hơn một chút. Tuy Vahana phục vụ xã hội thượng lưu, đi làm cho nhiều nhà, nhưng mà một năm thì nhiều lắm chỉ kiếm được khoảng tầm từ 400 tới 500 bạc. Lại còn tiêu phí một bộ phận rất lớn cho quần áo, thân thể, dung mạo. Nếu không, sẽ bị chủ thuê cho rằng không đủ điều kiện dạy lễ nghi. Đúng vậy, thu nhập chồng của cô ấy trong các thương nhân vải dệt thì chỉ tính là bậc trung thôi. Đối với cả ông ta thì 1.000 bảng là con số tương đối khá lớn. Waiter uyển chuyển nói: với tôi thì cũng như vậy. Colin cười nói: tôi vừa tới Bách Lan, không quá quen thuộc với những người trong ngành cảnh sát. Waiter lúc này đáp lại: thưa ngài, khi tôi phục vụ cho tử tước Connacht thì đã quen biết vài thành viên cấp cao trong hội cảnh sát ở Bách Lan, hiệp hội cảnh quan cao cấp Bách Lan. Đây đều là nhân vật thượng tầng của khu Civilas, tổng cảnh ty, phụ trách trị an một khu vực riêng, cũng không đủ tư cách để gia nhập hội này đâu. Khu Civilas chỉ sở cảnh sát Bách Lan bởi con đường mà đặt tên như vậy. Không hổ là quản gia đi ra từ gia đình quý tộc. Cậu lên thì thầm than một tiếng cười đáp: tạm thời không cần. Ở phương diện này thì quý cô Vahana có thể tìm kiếm rất nhiều sự trợ giúp. Vô luận là nghị viên Marsh hay là người khác thì đều có đủ năng lực để khu Civilas coi trọng vụ án này. Anh dừng một chút, ra vẻ lơ đãng nói: tôi đã thấy tầng dưới chót xã hội này rồi. Rõ ràng cách sinh tồn của bọn họ, ở một số thời điểm thì cảnh sát chưa chắc đã có tác dụng bằng thành viên băng đảng xã hội đen và thợ săn tiền thưởng đâu. Waiter, ông đến chỗ cảnh sát lấy tư liệu, sau đó đi tới cầu Bách Lan cùng với cả quán bar nổi danh ở khu đông, tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Mặc kệ là có tìm được tội phạm hay làm vải dệt hay không, tôi đều trả tiền thưởng 200 bạc. Chỉ hy vọng là tên lừa gạt này còn đang ở Bách Lan mà thôi. Tiền thưởng 200 bạc. Waiter lặp lại từ này, nhịn không được nhìn chủ thuê của mình một cái, tựa như không thể tin được anh ta nguyện ý vì Vahana mà bỏ nhiều tiền như vậy. Hắn mở miệng ra, tựa như muốn nhắc nhở cái gì đó rồi cuối cùng im lặng rồi nói: vâng, thưa ngài, số tiền này tôi đưa cho anh luôn. Cậu lên thong thả đứng dậy đưa tiền ra. Waiter vừa tiếp nhận xấp tiền mặt thật dày, vừa hỏi: ngài có muốn nói cho quý cô Vahana không? Cậu lên cười cười: không cần. Waiter thầm giật mình, bên ngoài thì cúi đầu hành lễ. Thanh danh và sự nhiệt tình của ngài nhất định sẽ truyền lưu khắp khu phố này. Khu phố đông, phố Daravi, trong một quán bar chật chội nhưng mà náo nhiệt. Húc với bộ tóc ngắn màu vàng đã trải vuốt bóng mượt đi tới quầy bar. Cô gõ ngón tay lên tấm ván gỗ, nói với cả người pha chế: hôm nay có nhiệm vụ gì mới không? Nếu là người khác thì không mua rượu mà hỏi vậy, người pha chế khẳng định sẽ không quan tâm đâu. Nhưng mà thấy đối diện là Húc, một thợ săn tiền thưởng mà mọi người đều tình nguyện để cô không uống rượu, hẳn chỉ có thể thở dài nói: có một ủy thác tiền thưởng cực kỳ phong phú, 200 bảng. 200 bảng sao? Húc thiếu chút nữa thì hoài nghi mình nghe lầm. Trừ bỏ lần trước nhận được tiền thưởng của tiểu thư A Chanh, cô chưa bao giờ gặp nhiệm vụ nhiều tiền như vậy ở khu đông, cùng với cả cầu Bách Lan. Ngay cả nhiệm vụ Accord X trước đó đã làm cho đám thợ săn tiền thưởng điên cuồng thì cũng chỉ có 150 bảng mà thôi. Đối với cả một thợ săn tiền thưởng bình thường mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này thôi, một năm tiếp theo có thể không cần đi làm. Đối với Hook,
Nhiệm vụ này cũng rất quan trọng, bởi vì mấy tháng nay cô luôn luôn làm việc cho người thần bí đeo mặt nạ hoàng kim, cũng đã bước đầu biết được đối phương thuộc về MI9, tích lũy công huân có thể đổi lấy với phương ma dược kẻ thẩm vấn. Cho nên khi cô làm việc cho đối phương lấy rất ít thù lao, tuyệt đại bộ phận đều chuyển thành công huân. Tích tụ của bản thân hoàn toàn dựa vào ưu thế sau khi trở thành quan trị an, tìm kiếm cùng đuổi bắt phạm nhân mà có được. Chờ lấy được phối phương ma dược thì còn phải tiêu tiền mua tài liệu phi phạm nữa, mà mình hiện tại thì chỉ có hơn 300 bạc. Phil nói rất đúng, tiền tài không phải là vạn năng, nhưng mà cũng đủ quan trọng. Nghĩ đến đây thì Húc nhìn người pha chế rồi cẩn thận nói, là nhiệm vụ gì vậy? Ai ủy thác? Tìm vài kẻ lừa gạt. Bọn họ lừa số vải dệt có trị giá là 1.000 bạc. Người pha chế vừa lấy ra tư liệu đưa cho Húc, vừa nói. Người ủy thác nhìn qua hẳn là một vị quản gia, tự xưng là waiter, phục vụ cho ngài Wayne Dantis, phố Beckland. Nếu cô có thể bắt được tên lừa gạt kia, hoặc tìm về vải dệt, thì có thể đi tới đó lĩnh thưởng. Húc rất nhanh lật xem tư liệu, trong đầu nhanh chóng sinh ra hình tượng đối ứng cùng với cả phương hướng điều tra. Tôi tiếp nhận nhiệm vụ này. Cô lúc này thì ngẩng đầu nói. Người pha chế nhún vai. Không chỉ có cô, toàn bộ thợ săn tiền thưởng đã tới đây đều tiếp nhận nhiệm vụ này rồi. Hơn nữa bọn họ còn có ý tưởng khác. Ý tưởng gì? Húc tò mò hỏi. Người pha chế thì cười hắc hắc một tiếng. Bọn họ nói ngài Winnie Dantis quá mức khẳng khái. Nếu hắn còn thiếu vệ sĩ thì bọn họ sẽ tự tiến cử. Bất quá sau đó bọn họ lại bỏ qua ý tưởng này, bởi vì làm vệ sĩ không tự do được như thợ săn tiền thưởng, ngay cả uống rượu cũng phải đợi tới ngày nghỉ phép. Cái này với tôi thì không thành vấn đề đâu, nhưng mà tôi chỉ có thể làm thợ săn tiền thưởng thôi. Húc gật gật đầu, nhảy xuống ghế cao của quầy bar, không lãng phí thời gian mà trực tiếp đi tới cửa. Ngày hôm sau, cô lên dùng xong bữa trưa, chuẩn bị tới hoa viên tản bộ thức ăn. Lúc này thì quản gia waiter từ bên ngoài tiến vào, yên tĩnh đi theo phía sau của anh. Đợi cho xung quanh không còn những người này nào khác thì bèn mở miệng nói. Thưa ngài, có hai chuyện tôi muốn báo cáo. Hắn cúi đầu nói. Hai chuyện? Cô lên cảm thấy kinh ngạc. Anh nghĩ chỉ có một việc thôi. Waiter gật đầu nói. Đúng vậy. Chuyện thứ nhất là về 10% cổ phần công ty sản phẩm Bách Lan. Đã có người ra giá 10.000 bảng. Ngài có muốn tiếp tục không? Nâng giá lên 1.000 bảng, 10.000 bảng rồi sao? Không tệ chút nào. Cô lên thì ra vẻ khó xử ngẫm nghĩ. Tôi vừa tới Bách Lan, rất nhiều chuyện phải khắc chế. Cứ như vậy đi, chuyện này dừng ở đây thôi. Vâng thưa ngài. Waiter chuyển đề tài. Đã bắt được kẻ lừa gạt chồng của quý cô Vahana. Người thợ săn tiền thưởng kia đã tới rồi, thỉnh cầu muốn lấy tiền. Nhanh như vậy sao? Cậu lên thì kinh ngạc, nhìn về phía quản gia. Nếu mà anh ta tự ra tay thì quả thật có thể giải quyết trong một ngày. Dù sao thì có gậy bói toán để tìm người. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tuyệt đại đa số thợ săn tiền thưởng không phải là nhà bói toán. Có lẽ là người phi phàm am hiểu truy tung cùng tìm người. Cậu lên thì ở trong lòng làm ra phán đoán bước đầu. Waiter lộ ra vẻ khẳng định hồi đáp. Đúng vậy, nhanh hơn rất nhiều so với tôi dự tính. Theo vị thợ săn tiền thưởng kia nói thì cô truy tìm được từ con đường tiêu thụ tang vật, nhờ đó mới nhanh chóng tìm được kẻ lừa gạt. Dễ dàng tìm ra con đường tiêu thụ tang vật như vậy, xem ra đã sớm tiếp nhận đào tạo chuyên nghiệp. Cậu lên thì nhẹ nhàng gật đầu. Vị thợ săn tiền thưởng kia tên là gì? Rất có năng lực. Cô ấy tự xưng là Húc. Waiter trả lời. Không thể nào. Cậu lên suýt nữa lảo đảo một cái. May mà anh có năng lực thằng hề siêu mạnh. Trầm tư bình phục. Lưu lại phương thức liên lạc. Vị thợ săn tiền thưởng kia, có lẽ về sau sẽ cần cô ta hỗ trợ đấy. Vâng, thưa ngài. Waiter thì cũng không cảm thấy lời nói của Dantis có gì vấn đề.
Một quý ngài đủ tư cách sống trong xã hội thượng lưu, nhất định phải có những mối quan hệ phi chính thống như thế này. Colin thì không tiếp tục đề cập tới Húc nữa, một tiếng rồi nói. Đòi về được bao nhiêu tiền? Tiền mặt trên người lừa đảo kia thì và với cả vải dẹt chưa bán tổng cộng có khoảng là 850 bạc. Waiter tựa như đã dự đoán được chủ thuê sẽ hỏi như vậy, tức là sớm đã tiến hành đánh giá rồi. Tốt lắm. Colin gật đầu, trả thù lao cho thợ săn tiền thưởng, rồi giúp cô ấy mang tên lừa gạt cùng tang vật đến cục cảnh sát gần nhất. Cục cảnh sát khu Bắc, Vahana cùng chồng của cô Bacchus nhìn thanh tra cao cấp đội viên, bất ngờ kêu lên. Tìm được vải rồi sao? Vị thanh tra cấp cao kia thì mỉm cười đáp lại. Đúng vậy. Hắn nói ra còn bao nhiêu tiền mặt cùng với cả vải dệt. Nghe tới đây thì Vahana cùng với cả Bacchus đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mới tổn thất có 150 bạc thì bọn họ còn có thể chịu được. Hơn nữa số vải dệt còn thừa thì vẫn có thể kiếm thêm lợi nhuận. Tổng thể mà nói thì tổn thất không lớn. Bọn họ liên tục cảm tạ cảnh quan, tận đến khi có người đến mời Parkus đi nhận mặt tội phạm cùng tang vật. Vahana thì ngồi ở nơi đấy, cười nói với cả thanh tra cấp cao. Hiệu suất làm việc của các ngài đã vượt quá tôi tưởng tượng. Tôi rất ngạc nhiên, sao các ông tìm được tên này vậy? Biết phu nhân xinh đẹp đối diện còn quen cả nghị viên hạ viện, sớm hay muộn thì cũng biết rõ ràng chân tướng thôi. Vị thanh tra cấp cao này không chút giấu giếm hồi đáp. Thật ra thì là một thợ săn tiền thưởng hoàn thành. Cô tìm ngược từ con đường tiêu thụ tang vật, rất nhanh đã bắt được hắn. Các ông có tuyên bố treo thưởng sao? Và Hana giờ mới biết chuyện này. Vị thanh tra cấp cao kia lắc đầu nói. Chúng tôi còn chưa kịp, là người khác tuyên bố treo thưởng 200 bảng. 200 bảng? Và Hana kinh ngạc hỏi ngược lại. Cái này không phải con số nhỏ đâu nha, thậm chí vượt qua lợi nhuận dự tính từ số vải kia. Thấy cảnh quan trả lời khẳng định như vậy thì Vahana nhịn không được hỏi. Là ai tuyên bố treo thưởng vậy? Vị thợ săn tiền thưởng kia thì không nói gì cả. Bất quá, người đi cùng cô ấy là một quản gia. Thanh tra cấp cao đơn giản miêu tả bộ dáng của waiter. Vahana mơ hồ đoán được là ai, thân thể hơi dựa về sau, vô ý thức nói nhỏ. 200 bảng sao? Buổi chiều, ở nhà nghị viện Max, và Hana tiến đến dạy con gái của đối phương lễ nghi cảm tạ phu nhân Liana đã trợ giúp. Liana thì tóc màu xanh lục, khiêm tốn, khách sáo nói mấy câu. Sau đó hỏi, và Hana, nghe nói cô đang đảm nhiệm chức vụ thầy lễ nghi cho Wendy Dantis, không biết ông ta là loại người thế nào vậy? Và Hana thì cân nhắc một hồi rồi đáp. Một quý ngài chân chính, nhiệt tình, hào phóng, thiện lương, có giáo dục, có phong độ, rất hiểu biết. Liana nghe được, hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía cô gái cao ngọ bên cạnh, cười một tiếng rồi nói. Đáng tiếc, tuổi của ông ta quá lớn, nếu không thì sẽ là một đối tượng thân cận không tệ đấy. Tôi tính mời ông ta tham dự vũ hội cuối tuần này. Buổi tối thứ bảy, lúc 8 giờ. Cậu lên thì ngồi xe ngựa xa hoa. Sau mấy phút đồng hồ đã đến nhà nghị viện Max ở số 3, phố Bách Lan. Ánh đèn đường sáng trưng, hát xuống. Anh vừa chỉnh lại nếp gấp tay áo, vừa xuống xe ngựa, chậm rãi tới cửa chính của căn nhà. Richardson thì cầm theo bình rượu vang đỏ, đóng gói đẹp đẽ, xuất phát từ phía nam xứ Wales, theo sát ở phía sau chủ nhân của mình. Vào cửa lớn thì Colin đã liếc mắt thấy nghị viện Maury Marsh cùng với cả phu nhân Liana tới đón. Nghị viên mặc quần phục màu xanh lục, mang một dải lụa màu cam, ngực đeo mấy cái huân chương của Vương quốc Rouen. Giờ đang có mốt quan quân mặc quân phục ở vũ hội, bất kể còn tại chức hay đã xuất ngũ. Phu nhân của ông ta thì mặc một thân váy dài màu vàng. Bên trên thì vẽ rất nhiều họa tiết lá sen, chất liệu từ tơ tằm hiếm thấy. Dù thiết kế dành cho quý bà, bất quá thì vẫn hiển lộ ra cái cổ trắng nõn cùng với cả nửa bà vai. Colin tiếp nhận chai rượu vang từ người giúp việc Richardson, đưa cho nghị viên Max, sau đó thì cúi chào rồi nói. Thật có lỗi,
đến muộn vài phút. Cái này thật ra là tình huống thông thường trong yến hội tổ chức ở Rouen. Khách tình nguyện muộn một thời gian nhất định, chứ không đến quá sớm, bởi vì chủ nhân có lẽ còn đang bận rộn làm nốt chuẩn bị cho yến hội. Loại thời điểm này thì không thích hợp để chiêu đãi khách. Đương nhiên, muộn thì cũng phải tận lực khống chế trong vòng 10 phút thôi. Nếu không phải Vahana đã dạy rất kỹ lưỡng ở phương diện này, Colin khẳng định sẽ không biết được. Không sao, vũ hội còn chưa chính thức bắt đầu. Mutch nhìn chai rượu vang xuất xứ từ nam xứ Wales, sau đó đưa cho ngài giúp việc bên cạnh, rồi mỉm cười, gật đầu. Ở xã hội thượng lưu Rouen này thì lần đầu tham gia yến hội, đối phương cử hành nghi thức thì phải đưa tặng chủ nhân một món quà nhỏ. Trong đó rượu là loại quà được hoan nghênh nhất, nhưng phải nhớ kỹ. Lần đầu tiên thì cần lựa chọn sản phẩm trong nước. Sau khi đã chào hỏi nam chủ nhân rồi, Colin lại nhìn về phía phu nhân Liana, thấy cô ta đưa tay phải, bèn tiến lên phía trước một bước, cầm lấy tay cô ta rồi cúi người hôn nhẹ một cái. Hào quang của quý cô đã chiếu sáng toàn bộ vũ hội ngày hôm nay. Trước khi yến hội bắt đầu, khen tặng chủ nhân là một trong những trường hợp hiếm hoi không cần phải là hàm xúc ở Rouen. Mà điểm khác so với cả Entit là chuyện hôn tay ở Rouen phải để cho cô gái ra hiệu trước. Nếu mà chàng trai tự tiến hành thì sẽ là sự thất lễ nghiêm trọng. Anh cũng vậy, phu nhân Liana cười đáp. Sau đó thì vợ chồng bọn họ dẫn Dantis xuyên qua cửa hên, tiến vào đại sảnh. Giai điệu du dương sớm đã vang lên khắp con phòng rồi. Đi thêm một đoạn nữa thì Marsh chỉ vào một cô gái mặc váy dài màu lam rồi nói: "Đây là con gái của tôi, Harel." Colin nhìn về phía cô gái rồi ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Anh biết cô gái này. Chuẩn xác mà nói thì anh đã nhìn thấy hình tượng của đối phương. Khi anh hỏi Arodes, ở nơi nào có vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp được năng lực phi phàm của người khác? Trong cảnh tượng ma kính hiển lộ ra một cô gái cao ngạo bồi hồi cho cống thoát nước. Mà đây đúng là Harel Marsh, một tiểu thư có tóc dài xanh thấm, cuộn sóng cùng với cả mắt nâu sáng ngời. Cô ấy có được vật phẩm thần kỳ đối ứng với cả kẻ trộm lửa. Với điều kiện gia cảnh như vậy thì sao lại xuất hiện trong cống thoát nước chứ hả? Đó là một kỳ ngộ thuộc về cô ấy sao? Cô ấy ở trong cống thoát nước tìm kiếm hay đang chờ đợi cái gì? Cô đã trở thành người phi phàm sao? Sao lại biến thành người phi phàm? Trong cơ thể cô ấy chẳng lẽ cũng ký sinh một lão già sao? Sao lại biến thành như vậy? Lão già kia thì có khi nào cũng giống kẻ báng bổ thần linh Amon, nhận thấy được khí tức sương mù sán. Cô lên thì khoác da của Gwenny Dantis, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Mặt ngoài lại ra vẻ dường như không thấy gì cả, đặt tay trước ngực rồi cúi chào. Chào buổi tối tiểu thư Harel. Trong quá trình này thì anh lặng yên quét mắt nhìn khuôn mặt của Harel Marsh, phát hiện ra vẻ mặt của cô rất bình thản, ánh mắt cao ngạo mỉm cười mà đáp lại theo lễ phép. Chào buổi tối, ngài Dantis. Cô không có phản ứng khác thường, cái này chứng minh ít nhất cô không thể nhận thấy được khí tức của sương mù xám. Về phần cô có lão già nào ký sinh hay không, tạm thời thì còn không thể xác định, phải tiếp tục quan sát mà thôi. Đúng lúc này thì người phục vụ bên cạnh bưng khay đặt chén rượu sâm banh vàng nhạt. Colin và nghị viên Mauritius nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới ngài nghị viên từng là thiếu tá đấy. Đây là nhìn ra được từ quân hàm của nghị viên Marsh. Nếu đối phương là đại tá, Colin sẽ hoài nghi quý ngài này cũng là một người phi phạm, nhưng mà thiếu tá thì rất khó nói. Cái này không tính là gì đâu, ở Đông Byron có rất nhiều cơ hội để kiếm công huân đấy. Maury Marsh khiêm tốn đáp lại. Đương nhiên, khí hậu nơi đó thì cũng rất khó chịu. Tôi luôn luôn đề nghị với cả thượng tầng lục quân, hãy thiết kế quân phục riêng cho Đông Tây Byron đi, loại trừ màu tối truyền thống. Nếu không, quan quân sẽ cảm giác mình giống như là bị thịt bò nấu chín vậy. Về phần các binh sĩ thì đổi sang màu hồng hoặc là trắng. Đúng vậy, khí hậu nơi đó thì hoàn toàn khác với cả trong nước.
Ngay cả vịnh Deep Sea thôi thì cũng không nóng bức như vậy. Nếu Klein muốn ra vẻ, mình đã tới phía Nam Đại Lục, thì Đông Byron là một trong những nơi nhất định phải đi qua. Cũng chứng tỏ về những trải qua săn bắn đã nói ở những ngày trước. Hàn huyên vài phút, nghị viên Musk xin phép một câu, rồi mang theo phu nhân Lyanna lên cầu thang đến tầng 2, đứng ở lan can đối diện cửa lớn, giơ cốc rượu vang nhỏ rồi nói to. Cảm tạ các vị đã tham gia vũ hội ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta hãy ca ngợi thần linh. Nhờ các ngài chúng ta mới có được ngày hôm nay. Hắn cùng với cả phu nhân Lyanna điểm 4 cái ở trước ngực, thấp giọng ca ngợi nữ thần. Các tân khách thì cũng đều dùng phương thức tương tự để ca ngợi thần linh của mình. Nghị viên Mars thì vẫn nâng cao cái chén, không buông xuống. Tiếp theo nở nụ cười nói tiếp. Sau đó là ca ngợi vương quốc, nhà của chúng ta. Ca ngợi vương quốc. Cô lên thì cũng cầm lấy một cốc rượu sâm banh, nói theo các vị khách. Tiếp theo thì nghị viên Mars nhìn quanh một vòng, khôi hài nói. Cuối cùng, chúng ta nên khen cái gì mới tốt đây? Suy nghĩ trong đầu rồi Klein chuyển động cười vang nói. Ca ngợi không khí Bách Lan thật dễ chịu. Nghị viên Musk ngẩn ra một chút, khó có thể ngăn chặn nụ cười đáp lại. Tốt lắm, một đề nghị rất hay. Ca ngợi không khí Bách Lan rất dễ chịu. Cái này giống như là tượng trưng cho cuộc sống của chúng ta vậy. Hãy cụm ly đi. Kiểm soát ô nhiễm không khí là tư tưởng chính trị từ trước tới nay của nghị viện hạ viện này. Ông luôn cố gắng làm các chuyện để thôi động dự luật tương ứng, đồng thời đã phát huy ra tác dụng trong việc cải thiện hoàn cảnh. Cho nên ca ngợi không khí Bách Lan dễ chịu, chẳng khác nào ca ngợi ông, hơn nữa càng thêm hàm xúc. Các vị khách thì nhiệt liệt đáp lại, giơ lên các loại đồ uống trong tay. Ngay sau đó thì nghị viên Musk nắm tay phu nhân Lyanna xuống đại sảnh lầu 1. Lúc này giai điệu vũ hội đã vang lên rồi. Vũ hội bắt đầu chính thức. Các quý ngài ở đây thì bắt đầu tìm kiếm bạn nhảy mong muốn của mình, sau đó thì mời lên. Cô lên thì một lần nữa cầm chén rượu sâm banh, nhàn nhã đánh giá khách mời ngày hôm nay. Ồ, phu nhân Mary cũng đến đây sao? Anh liếc mắt một cái liền phát hiện ra người quen. Phu nhân Mary, đại cổ đông của công ty Calvin, gia sản mấy vạn bạc, từng ủy thác cho Sherlock Moretti bắt gian. Cô là thành viên của Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí, nên thân quen với cả hạ nghị viên ủng hộ chuyện này là việc thực bình thường. Cậu lên thì không định tới mời đối phương khiêu vũ, bởi vì anh hiện tại là Winnie Dantis, căn bản không biết cô. Anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phương hướng khác, thấy được Harel Mas đang cầm chén rượu nho, đứng ở một góc khuất, miệng nở một nụ cười hé lộ và xa cách, nhìn các quý ngài đang tìm đối tượng khiêu vũ. Loại ánh mắt này thì mình từng thấy qua ở người phi phàm nào rồi nhỉ? Bọn họ tự nhận là bản thân không còn phàm tục. Hay, đối mặt với cả người liền có cảm giác ưu việt mãnh liệt. Xem ra tiểu thư Harel cũng là người phi phàm. Cũng đúng. Nếu mà không phải người phi phàm thì cô ấy làm sao dám ở trong công thoát nước chứ hả? Cô ta là con đường kẻ ăn trộm sao? Nhưng mà bộ dáng cao ngạo này sao có thể sắm vai kẻ ăn trộm cùng với cả bậc thầy lừa đảo đây? Khó có thể tưởng tượng được. Cô lên thấy vũ hội mà vợ chồng nghị viên tổ chức đã sắp hết phần mở màn rồi, bắt đầu thật sự suy xét có nên mời cô gái này nhà hay không? Wendy Dantis, tuổi hơn 40, lần đầu tiên khiêu vũ, lại mời một cô gái trẻ măng như vậy thì không ổn rồi, trừ khi đó là con cháu trong nhà. Mà lần đầu khiêu vũ của các phu nhân hẳn là đều dành cho chồng của mình. À, vẫn nên mời người quen hoặc là chủ nhân vũ hội thì hơn. Ánh mắt của Colin thì quét quanh một vòng, chỉ tìm được một người mà Dantis quen thuộc, đó chính là thầy lễ nghi Vahana. Mời cô ấy sao? Không, trước đó âm thầm trợ giúp cô ấy rồi. Cô ấy hẳn đã biết rồi. Loại thời điểm này thì lại mời cô ấy khiêu vũ đầu tiên sẽ dễ dàng làm cô ấy hiểu lầm, nói không chừng thì còn ảnh hưởng tình cảm hai vợ chồng, đồng thời mang tới nhiều phiền toái không cần thiết cho thân phận của Dantis. Mình không phải đại đế,
hai mê vợ người khác. Không, ông ta ai cũng mê, không từ bỏ một ai cả. Tóm lại, cái gì tránh được thì tránh thôi. Cô Liên vừa chuyển tầm mắt thì nghe ra bài nhạc đã biến hóa rồi, từ mềm nhẹ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là một loại âm nhạc lưu hành ở nông thôn Ruen, rất được các quý tộc yêu thích, thường dùng để phối hợp với cả lần khiêu vũ đầu tiên. Theo giai điệu biến hóa, các quý ngài thì đều đi tới tiểu thư hoặc phu nhân mà mình chọn. Cô Liên thì chú ý tới không có ai đến gần Harelmash. Cô là một trong những chủ nhân của vũ hội, hơn nữa vừa vặn có thể quan sát gần gũi một chút. Hayes, nếu thật sự cô ta là người phi phàm con đường kẻ ăn trộm, vậy chứng minh sương mù xám cũng có lực hút nhất định với con đường nhà bói toán. Cô Liên thì nở một nụ cười hiền hòa, không nhanh không chậm đi tới chỗ của cô gái cao ngạo kia. Tiểu thư Harel, tôi có thể mời cô nhà một bàn không? Dantis cúi chào một cách rất tiêu chuẩn rồi nói. Harel thì nhìn anh, im lặng vài giây rồi hồi đáp. Đây là vinh hạnh của tôi. Cô vươn bàn tay ra, cô lên lễ phép nắm tay của cô, tiến vào sân nhảy. Nghe giai điệu vang lên thì liền nhẹ nhàng nhảy theo. Nhìn khuôn mặt dịu dàng nhưng mà lại không có biểu tình gì của đối phương, cô lên dò hỏi. Tôi vừa chú ý thấy rất nhiều người trẻ tuổi muốn khiêu vũ với cô, nhưng mà lại không có ai có đủ dũng khí cả. Harel ngẩng đầu nhìn lên. Ngài Dantis, đây không phải đề tài mà một người có lễ phép sẽ hỏi đâu. Cô Liên lập tức câm nín, không biết nên tiếp tục thế nào cả. Mình còn tưởng rằng cô ấy sẽ rất khinh miệt, nói không thích kẻ không có năng lực, hoặc ngầm có ý tướng, hoặc ngầm có ý trướng mắt người thường. Ai ngờ ngay cả vấn đề này cũng không thèm trả lời sao. Loại cảm giác về sức mạnh ưu việt này thật là kinh khủng, thực dễ dàng mất khống chế sau khi tấn thăng. Klein thì nhịn không được nói thầm trong lòng mấy câu. Trong nhận thức của anh, người phi phàm chỉ là nhân loại có được năng lực thêm vào, cung cấp với cả có rất nhiều tiền, rất có địa vị. Từ bản chất mà nói thì người phi phàm vẫn là con người thôi, không thể thoát khỏi xã hội này đâu. Phải đến danh sách 4 mới xuất hiện sự biến đổi về chất. Hơn nữa thì đại đa số bán thần đều hoạt động trong xã hội nhân loại. Ngay cả sách 1 rắn vận mệnh Will Einstein cũng phải chấp nhận làm thai nhi chưa sinh ra. Có lẽ chỉ khi đến một giai đoạn nào đó, như là kẻ báng bổ thần linh Amon, mới có thể chân chính dùng ánh mắt của thần để đánh giá thế giới này. Cậu lên suy nghĩ như vậy, sau đó chủ động mở miệng nói. Thật có lỗi, tôi từng là một thương nhân thường xuyên đi tới giữa hai đại lục Bắc và Nam, cho nên không có nhiều kinh nghiệm tham gia vũ hội. Ý tôi là loại vũ hội như thế này này. Không sao, Harel thì bình tĩnh đáp lại, tự như căn bản không cần biết đối phương trả lời thế nào cả. Đổi thành những người khác thì lúc này đã không biết nên làm thế nào để giao tiếp với cô gái cao ngạo này rồi. Chỉ có thể chuyển chú ý khiêu vũ thôi. Nhưng mà Klein thì vốn kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, lại đủ hiểu biết về thế giới thần bí và những người phi phàm khác. Sau khi xin lỗi rồi, liền mỉm cười nói. Cái này là thử thách rất lớn với tôi, thậm chí không khác nhiều so với cả ra ngoài biển lớn đâu. Cũng có phong cảnh xinh đẹp, lại ẩn chứa vô vàn khó khăn. Đương nhiên, trên biển lớn còn truyền lưu các loại câu chuyện về bảo tàng. Bên trong thì có một số thứ rõ ràng là giả, có một số thứ thì nghe qua rất có vẻ chân thật, nhưng mà lại nghiệm chứng, tựa như chìa khóa tử thần xếp đầu tiên vậy. Chìa khóa tử thần? Harel thì ngẩng đầu, nhìn ngài Wendy Dantis cao hơn mình không ít. Quả nhiên, người phi phàm có sự ưu việt mãnh liệt sẽ như vậy, luôn luôn cảm thấy hứng thú với cả chuyện thần bí. Cô lên thì cười thầm một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, lời đồn nói rằng có một nơi bí ẩn giữa biển cuồng bạo. Anh kể lại truyền thuyết lúc trước nghe được trên tàu Wygate, cũng thêm vào nhiều chi tiết so với cả phiên bản trước đây. Trong quá trình này thì anh không thể tránh được việc nhắc tới 4 vua cùng với cả 7 tướng quân hải tặc. Harel thì rõ ràng hứng thú với cả điểm này. Vậy mà đáp lại cờ lên, thậm chí còn ngẫu nhiên đưa ra vấn đề. Điều này làm cho không khí càng trở nên cởi mở
Bất chi bất giác, bản nhạc đã tới kết thúc rồi. Cậu liền nói xong chuyện vừa rồi liền hỏi. Cô muốn trở lại chỗ lúc nãy hay là qua bên kia dùng thức ăn? Sau khi nhảy xong thì quý ngài phải hỏi ý của quý cô. Đưa cô đến nơi cô muốn, không nhất định là chỗ cũ. Harrell mở miệng, tựa như muốn hỏi cái gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không nói ra, rụt rè gật đầu. Chỗ vừa rồi. Hắc hắc, cô ấy rõ ràng muốn nghe tiếp câu chuyện về trên biển. Chỉ là một cô bé non nớt mà thôi. Nắm được tính cách thì thật ra cũng chẳng khó đâu. Cậu lên thì cố nén cười, đưa Harrell về mép sân nhảy, vị trí cô lúc ban đầu. Về phần của anh thì đương nhiên là ra vẻ tùy ý, đi tới chỗ bàn làm việc rồi, đi tới chỗ bàn tiệc rồi. Cầm lấy một cái đĩa, gắp cho mình phần cá nướng, cùng với cả thịt bò, phối hợp với cả nước sốt hồ tiêu đen. So với cả khiêu vũ cùng với cả xã giao thì đồ ăn mới là thứ mà mình thích nhất. Colin vừa nghĩ, vừa cố gắng làm cho động tác ăn của mình có vẻ tao nhã hơn. Lúc này thì anh thấy phu nhân Mary đi tới, lấy chai rượu vang, rót xuống cốc. Colin thấy đối phương liếc mình một cái, bèn lấy phép gật đầu, xem như đáp lại. Không biết nên xưng hô với anh thế nào đây? Trong các yến hội của nghị viên Marsh trước đó thì từng tổ chức, tôi chưa từng gặp qua anh. Có lẽ là thấy bộ dáng hai bên tóc mai trắng xóa, mắt lam thâm thúy của Wendy Dantis rất có sức quyến rũ. Phu nhân Mary thì chủ động dò hỏi. Colin thì chỉ cười cười nói, tôi là thương nhân mới tới từ vịnh Deep Sea, tên là Wendy Dantis, ở trong khu phố này. Thưa quý bà, tôi có vinh hạnh được biết tên của bà không? Mary thì có chút suy nghĩ gật đầu. Đại khái rõ ràng, đây là một thương nhân đang kiệt lực xâm nhập vào xã hội thượng lưu, tựa như mình trong quá khứ vậy. Cô mỉm cười mở miệng, Mary Scott, giám đốc công ty Corvin. Cô không nói chính là cổ đông lớn nhất của công ty Corvin, cũng không nói hiện tại đang là thành viên của Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí. Đây là sự hàm xúc của Ruen. Mary Scott, đây là trở về họ cha. Nghĩ là bà ta đã ly dị sao? Colin không tiếng động, nói thầm một câu rồi mỉm cười hỏi. Tôi biết công ty này, nó chủ yếu kinh doanh than đá cùng với cả than củi chất lượng tốt. Mấy tháng gần đây thì khuếch trương cực kỳ mạnh mẽ. Thẳng thắn mà nói, tôi có ý muốn đầu tư, nhưng mà hình như không cạnh tranh được với cả người khác. Dự luật kiểm soát ô nhiễm không khí đã được đưa ra. Từ đó thì nhu cầu dùng than đá cùng với cả than củi chất lượng tốt tăng lên rất nhiều. Công ty Cowin này đã đạt được bước phát triển vượt xa nhiều năm cố gắng trong quá khứ. Tổng thể thì giá trị nghe nói đã vượt qua 250.000 bảng đồng vàng. Colin thì cố ý đầu tư cũng không phải là thuận miệng nói bậy bạ, mà thực sự cảm thấy cái này ở trong tương lai còn có rất nhiều tiềm năng, tận đến khi nhân loại phát hiện ra nguồn năng lượng mới thay thế. Trước giờ thì Mary vẫn luôn rất tự hào về việc mình đẩy mạnh báo cáo điều tra ô nhiễm không khí. Từ đó thì làm cho công ty Cowin phát triển nhảy vọt. Nghe vậy khó giấu được nụ cười nói. Cái này là vì dân trí mọi người càng cao càng tốt, đã biết bảo vệ môi trường. Nói tới đây thì cô thở dài nói, cuộc sống càng phát triển, phiền toái thì cũng càng nhiều hơn. Bởi vì vừa mới quen biết, Colin không có truy hỏi có phiền toái gì. Nhờ trước kia đã quen biết phu nhân Mary, nên anh dễ dàng tìm được đề tài đối phương ham thấy và cảm thấy muốn nhất, làm cho hai người tán gẫu rất vui vẻ. Thái độ của cô đối với cả Sherlock Moretti và Wendy Dantis thật sự rất khác nhau. Người vốn quen thuộc thay đổi khuôn mặt, thay đổi thân phận, đứng ở trước mặt cô ta lại được đối đãi khác xa nhau. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Trò chuyện một hồi rồi có lên thầm cảm khái, cảm thấy ma dược người không mặt, mình uống được tiêu hóa rất nhanh. Qua vài phút, một quý ngài đẹp trai có tóc vàng sáng lạn cầm theo chén rượu vang đi tới, mỉm cười nói với cả phu nhân Mary. Mary, hai người đang nói gì mà vui vậy? Hilbert, đây là ngài Dantis đến từ Deep Sea. Chuyện ông ấy trải qua ở trên biển Tây Byron thật sự rất thú vị đấy.
Mary lúc này giới thiệu cho hai người biết nhau. Danny, đây là ngài Hubert Hull, con trai trưởng của bá tước Đông Chester. Chúng ta vốn nên đọc là lên cả hôn tước của anh ta, nhưng mà anh ta hy vọng chúng ta gọi anh ta là ngài thư ký chủ tịch. Thư ký chủ tịch, ủy viên ban điều tra ô nhiễm không khí. Tôi từng nghe nói rồi, đương nhiên, lúc đó thì tôi còn dùng thân phận của Sherlock Moretti, bá tước Đông Chester. Đây là đại quý tộc, là một tồn tại đỉnh cao của xã hội chân chính đây mà. Có lên tôn kính, nhưng mà không hiển vẻ yếu thế cúi chào gì cả. Xin cho phép tôi biểu đạt lòng biết ơn. Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí đã giúp chúng ta có được hoàn cảnh sinh sống tốt hơn. Hubert Hull rất vui vẻ vì lời cảm ơn thành khẩn này, rồi đáp lại. Đây là nhờ sự cố gắng của toàn thể mọi người mà. Mary thì ở bên cạnh cười nói. Wayne, không cần nhắc lại chuyện này đâu. Cái này sẽ làm cho Hubert kiêu ngạo đấy. À không, tôi vừa rồi nói giỡn mà thôi. Anh ta khiêm tốn hơn toàn bộ quý tộc mà tôi biết. Lúc này thì anh ta đang phải ra nghỉ phép ở đất gia tộc bên quận Đông Chester, cùng với cả bạn bè đi săn thú. Nhưng mà đôi lúc gửi điện báo nói chuyện với cả nghị viên Max, mời chúng tôi tham gia vũ hội này. Anh ta lập tức trở lại. Không chỉ là chỉ vì vũ hội đâu, mà còn có rất nhiều chuyện cần tôi xử lý. Cha tôi, bá tước Hull, trước tháng 6 cũng sẽ thường xuyên đi tới Bách Lan, cùng với cả lãnh địa gia tộc. Hubert giải thích. Một quý ngài rất trọng thị hình tượng xa giao. Colin ở trong lòng làm ra phán đoán bước đầu. Mary thì nghe vậy thuận miệng nói. Anh có chuyện gì? Khi nào thì rời khỏi Bách Lan? Cái khác đều đã xử lý tốt rồi. Chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. À, em gái RJ của tôi cảm thấy rất hứng thú đối với cả 10% công ty cổ phần xây dựng Bách Lan. Còn thuê đội luật sư chuyên nghiệp giúp mình đàm phán nữa. Tôi phụ trách phối hợp việc này. Hubert đáp lời. 10% công ty cổ phần xe đạp sao? Thật là trùng hợp. Không thể không nói xã hội thượng lưu đúng là rất nhỏ. Colin thì âm thầm thổn thức, cố ý nhắc tới. Tôi cũng đã tìm hiểu sự việc, để hạn mức là 9.000 bạc cho 10% cổ phần. Đáng tiếc là không thể cạnh tranh với người khác, chỉ có thể bỏ qua thôi. Hubert hơi kinh ngạc, nhìn một cái. Anh thực sự tinh mắt đấy. Anh ta không nói đã biết vụ cụ thể là báo giá bao nhiêu, miễn cho đối phương tham dự cạnh tranh. 9.000 bạc, Mary tự nói trong lòng. Cô cảm thấy mình đã xem nhẹ sự gia sản của Wayne Dantis rồi. Lúc này thì ban nhạc thứ ba vang lên. Hubert Hull xoay người nhìn Mary hỏi. Tôi có vinh dự được mời cô nhảy một bài không? Tôi luôn sẵn lòng mà. Mary lúc này thì vươn tay ra. Điều đó làm cho ý định trực tiếp trao đổi danh thiếp với cả bọn họ của Colin không thể thực hiện được. Bất quá thì anh cũng chẳng nóng nảy, bởi vì vũ hội còn kéo dài rất lâu. Lại lấy đầy thêm một đĩa đồ ăn nữa. Anh vừa nhìn thấy sân nhảy, vừa thưởng thức kỹ thuật của các phu nhân và tiểu thư. Trong quá trình này thì anh phát hiện ra nghị viên Max cùng với cả phu nhân Liana đang nói chuyện với các khách mời, tán gẫu rất vui vẻ, thậm chí nhảy mấy điệu rồi. Theo waiter nói thì xác định xong danh sách khách mời, chủ nhân còn phải tổng kết lại sở thích cùng quá khứ của mỗi một vị khách, sau đó thiết kế đề tài nói chuyện khác nhau hoặc kiểu vui đùa khác nhau, để cho mỗi người đều có cảm giác mình rất được coi trọng. Kết giao trong xã hội thượng lưu thực phiền toái mà. Cái này có lẽ chính là nguyên nhân vì sao các quý ngài ở Rouen chân tóc phổ biến là để hơi cao. Colin vừa cảm khán vừa lẩm bẩm. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn đĩa ăn trống trơn, bắt đầu suy nghĩ xem kế tiếp nên mời vị tiểu thư hoặc là cô gái nào khiêu vũ, hay là ăn tiếp đây. Đúng lúc này thì đôi mắt của anh thấy được bóng dáng của Hermes. Cô gái này đang lộ vẻ vội vàng, bước chân nhanh chóng tiến lên lầu 3. Có chuyện gì sao? Tinh thần có lên thì trong nháy mắt trở nên căng thẳng hơn. Anh trải qua quá nhiều chuyện ngoài ý muốn rồi. Cũng rất rõ ràng, quanh mình rất dễ đang phát sinh sự việc phi phàm nào đấy. Gặp được tình huống thế này thì khó tránh khỏi, theo bản năng, tăng lên cảnh giác. Rất có các loại cảm giác di chứng sau khi bị thương. Colin thì nhìn theo Hermes Rudd,
tới tận khi bóng lưng cô ta biến mất ở phía trên cầu thang. Anh nhận thấy được đối phương chỉ là dồn dập, chứ không phải bối rối. Cái này có vẻ là tình huống còn trong tầm khống chế của cô ta. Hơn nữa, Marsh là nghị viên Hạ viện. Quý ngài, nằm trong thượng tầng của xã hội thượng lưu vương quốc. Xung quanh chắc chắn có người phi phàm bảo vệ. Con trai trưởng của bá tước hầu cũng ở trong này. Vệ sĩ của hắn thì khẳng định là người phi phàm rồi. Mặt khác thì giáo đường ST sau nè cũng chỉ cách phố Bách Lan 10 phút đi xe ngựa. Nếu mà thực sự có vấn đề gì thì kẻ gác đêm cùng với cả đám mục sư và giám mục bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Trừ khi đã ôm quyết tâm phải chết, nếu không thì sẽ không có ai làm chuyện gì ở vũ hội này đâu. Colin dần dần bình tĩnh, có suy đoán khác với cả tình huống của Harrell. Cô dồn dập lên lầu 3 là vì giải quyết ảnh hưởng xấu của vật phẩm thần kỳ sao? Lần trước, vấn đề mà Colin hỏi Aronet là có thể tìm được vật phẩm sở hữu năng lực đánh cắp năng lực phi phàm của người khác hay không? Mà một trong những đáp án ma kính đưa ra chính là Harrell Marsh này. Hồi tưởng lại khiêu vũ, hình tượng của Harrell nhanh chóng khắc họa rõ nét trong đầu của Colin. Cùng với cả vật phẩm trang sức khác nhau trên người của nàng. Vật trang sức gồm có vòng tai, vòng cổ, ghim cài áo, bao tay mỏng. Sẽ là món đồ nào đây? Colin thì thu hồi ánh mắt, cảm thấy khát nước. Vì thế cầm lên một ly nước lọc, uống một hơi cạn sạch. Anh vừa buông cái cốc, liền thấy thầy lễ nghi và Hana Haysen mang theo cái đi ăn tiến lại gần đây. Cô gái này thì mặc cái váy dài màu đỏ, lại không có vẻ gì có tục khí cả, cười nhẹ nhàng nói với cả Dantis: "Tôi phát hiện ra anh cũng không phải là rất thích uống rượu. Tôi từng vì uống rượu mà làm chậm trễ chuyện rất quan trọng." Colin thuận miệng làm cho hình tượng của Dantis kinh nghiệm phong phú càng thêm chân thật. Đương nhiên, anh cũng hiểu được khắc chế không dùng năng lực người không mặt biến đi một ngón tay, lấy cái này chứng minh lúc trước hạ quyết tâm chặt đứt cỡ nào. Và Hana nghe vậy thì biểu lộ có chút suy nghĩ rồi cười nói: "Quá khứ của anh tràn ngập bí ẩn, cái này có lực hấp dẫn chí mạng với rất nhiều cô gái đấy." Cô ta không tiếp tục đề tài này rồi chuyển giọng nói: "Quên nói cho anh biết, phiền toái của chồng tôi đã được giải quyết rồi." Colin thì cầm lấy một ly rượu sâm banh rồi mỉm cười nói: "Đây thật sự là một chuyện đáng để cao hứng mà. Chúc mừng hai người nha." Anh hoàn toàn không nhắc tới việc mình đã âm thầm trợ giúp. Và Hana thì nhìn anh một cái thật sâu, cũng giơ lên rượu vang đỏ trong tay nói: "Cụm ly." Chạm nhau một cái, hai người đều tự nhấp môi một ngụm. Sau đó thì Colin lễ phép xin thứ lỗi, buông cốc xuống, xoay người đi tới nhà vệ sinh. Cái này thì không phải do anh muốn đi tới sương mù xám, đơn thuần là vì hiệu quả xấu do súng ngắn chuông tang mang tới. Uống nước quá nhiều, cần đi giải quyết nỗi buồn một chút. Lúc đi ra khỏi phòng tắm thì Colin lại ngẩng đầu nhìn cầu thang lên thông với cả tầng 3, tầng 2. Phát hiện ra Harrell Marsh đang từng bước một đi xuống. Bước chân thì không còn vẻ dồn dập, vẻ mặt bình tĩnh, không còn gợn sóng. Quả nhiên, không có vấn đề gì quá lớn cả. Colin nhẹ nhàng thở ra, tùy ý quét mắt nhìn thật sâu. Trong khi nhạc khúc biến hóa, đi tới trước mặt cô gái này rồi mời đối phương khiêu vũ. Với hoại nghình, với ngoại hình và khí chất của Dantis, hoàn toàn không có chuyện bị cự tuyệt. Tiếp tục khiêu vũ và trò chuyện như vậy, vũ hội đã chậm rãi đến hồi kết thúc. Từng vị khách lần lượt cáo từ. Colin thì đã hoàn thành chuyện trao đổi danh thiếp, nhưng mà không phải người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng rời khỏi. Đại sảnh rất nhanh trở nên vắng vẻ. Phu nhân Liana thì vừa giám sát bọn người hầu thu thập, vừa ngoắc tay gọi con gái Harrell Marsh lại đây. Biểu hiện của ngài Dantis tốt hơn rất nhiều so với cả mẹ tưởng tượng. Vừa rồi đã có không ít cô gái hỏi thăm mẹ tình huống của ông ta. Phu nhân Liana hàm xúc nói: "Harrell, con vừa rồi đã khiêu vũ và nói chuyện gì cùng ngài Dantis vậy? Con cảm thấy ông ta thế nào?" "Con so với cả các cô gái cùng tuổi thì trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ tin tưởng ánh mắt phán đoán của con." Cô rất hiểu con gái của mình, cho nên cố ý thêm nửa câu cuối cùng.
Nếu không thì Harel chưa chắc đã trả lời đâu. Đối mặt với cả mẹ mình thì Harel không còn cao ngạo như lúc bình thường. Ngẫm nghĩ rồi nói. Ông ta không phải rất quen thuộc với quý tộc, rất dễ vô tình đắc tội người đối diện, nhưng mà rất có kiến thức. Rất có kiến thức sao? Phu nhân Lyanna thì hơi cảm thấy kinh ngạc, lặp lại lời của con gái. Với hiểu biết của cô về Harel thì đây đã là đánh giá rất cao rồi. Cô nhìn không được có chút lo lắng, sợ con gái của mình thích Dantis. Harel thì không để mắt những quý ngài xung quanh, là bởi vì bọn họ quá trẻ, quá non nớt, không đủ năng lực. Wayne Dantis thì vừa vặn là hình tượng trưởng thành. Lina đột nhiên có chút hối hận đã mời quý ngài kia tới tham dự vũ hội. Cô biết tính cách của Harel, nếu yêu đương mà bị gia đình cấm cản thì hoàn toàn có khả năng bỏ trốn luôn. Harel tựa như đã nhận ra suy nghĩ của mẹ mình, cảm xúc thì không chút dao động. Con chỉ thích những người đàn ông có đủ mạnh mẽ thôi. Phù, Lina thì âm thầm thở ra, không còn lo lắng vấn đề vừa rồi, bởi vì Harel khinh thường nói dối rồi. Đêm khuya, Harel bò dậy từ trên giường, mượn dùng năng lực nhìn ban đêm để dễ dàng thay quần áo. Cô leo xuống từ phòng ngủ ban công, thật cẩn thận, né qua đám bảo tiêu trong nhà. Một đường ra tới hoa viên, đi vào cống thoát nước phố Bách Lan, tới cầu thang kim loại dựng thẳng để nhân loại tự do thông qua. Harel thì thuần thục, mở nắp cống đi xuống, lại từ bên trong khép lại nắp cống. Gần 30 phút sau thì cô mới mở ra nắp cống, trở lại con đường tối đen. Đúng lúc này Harel nhìn hoa viên chìm trong bóng tối cách đó không xa. Số 160. Cô đọc lên số nhà tương ứng. Đây đúng là nhà của Wayne Dantis. Ở tầng thứ 3, cô lên thì lại một lần nữa tỉnh lại từ trong mộng vì linh tính trực giác. Hận không thể bắt kẻ lẻn vào, phá giấc ngủ của mình, cho mấp máy đói khát ăn sống. Lúc này thì anh trực tiếp mở ra hộp thuốc lá bằng sắt, thả ra oan hồn bí ngẫu. Xenon thì mặc áo khoác đỏ sậm, đầu tiên là đi vào trong tấm kính toàn thân, tiếp theo thì liền chui ra khỏi cửa sổ thủy tinh phòng người giúp việc nam. Hắn nhìn chăm chú vào Richardson, thấy người giúp việc đã ngồi dậy, vừa sợ hãi vừa khẩn trương nhìn cửa sổ. Cửa phòng thì mở ra trong im lặng, một bóng người tiến vào. Dưới ánh trăng đỏ rực, kẻ lèn vào hiện lộ ra màu da nâu nhạt, bộ dáng mềm mại cùng với cả tóc quăn đen thôi, rõ ràng là kiểu người ở Nam Đại Lục Byron. Người kia thì lộ ra một khí tức âm lãnh đứng ở đó, nhìn về phía của Richardson trầm giọng hỏi: đã suy xét xong chưa? Đừng tưởng rằng thoát được chúng tôi là có thể sống cuộc đời an bình. Máu trong thân thể của ngươi là con dân tử thần, nhất định phải trả giá tất cả vì khôi phục vinh quang của thần. Ngẫm lại người mẹ đã chết của ngươi đi, ngẫm lại quá khứ từng bị bắt nạt của ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng con người của tương lai ngươi cũng phải trưởng thành trong mắt kỳ dị sao? Vĩnh viễn là người hầu cho kẻ khác sao? Nhưng mà năng lực của tôi có hạn. Richard ngẩng đầu, gian nan nói: im lặng chờ đợi, sẽ có nhiệm vụ cho ngươi. Thanh âm của kẻ lẻn vào, mềm xuống. Richard thì không trả lời, trong lòng thì tựa như vẫn đang còn dãy giụa vậy. Mà kẻ lẻn vào này không để ý hắn do dự, khi hắn đang đứng, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, theo đường cũ rời đi. Mà kẻ lẻn vào này thì không để ý hắn do dự, khi hắn đã đáp ứng rồi, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, theo đường cũ rời đi. Con dân tử thần, linh giáo đoàn sao? Hoặc là người của tổ chức phục quốc Byron khác? Thấy tất cả những chuyện này, Clint nằm ở trên giường, không tiếng động lẩm bẩm. Bọn họ sẽ bắt Richard làm cái gì đây? Trộm tiền của mình, cung cấp kinh phí cho tổ quốc sao? Hoặc là gây nên sự kiện khủng bố ở một yến hội thượng lưu nào đấy? Lúc này thì kẻ lẻn vào đã leo xuống từ ban công, xuyên qua hoa viên, nhảy ra khỏi lưới sắt dựng thẳng, về với trên đường. Đột nhiên, hắn thấy bên trái có một bóng người đánh tới, bèn lắc mình, nắm chặt bàn tay, toàn lực đấm ra. Phanh! Nắm tay đánh trúng bóng đen, nhưng mà lại trực tiếp xuyên thấu qua.
tựa như mục tiêu chỉ là cái bóng do ánh sáng đèn đường khí ga chế tạo ra vậy. Cùng lúc đó thì gáy của hắn đột nhiên bị trọng kích, cả người ngã xuống đất. Bóng dáng của Harel chợt hiện lên phía sau kẻ lẻn vào. Vẻ mặt hơi lộ ra vẻ hưng phấn, tựa như hoàn thành một hồi lừa gạt vậy. Cô nhanh chóng thu liễm cảm xúc, giữ tư thái cao ngạo, nghiêng đầu nhìn cửa lớn với lưới sắt số 160 phố Macland. Dưới thân cô gái này là kẻ lẻn vào. Cô vừa bước đi vừa kéo hắn tới cửa nhà của Wendy Dantis. Ngay sau đó rồi Harel buông ra tay trái, xử lý các loại dấu vết, tiến lên hai bước rồi bấm chuông cửa. Sau đó bóng lưng của cô rất nhanh rời khỏi, dọc theo con đường tối mịt quay về trong nhà. Mà trên mặt ngoài của một ngọn đèn đường khí ga bên ngoài số 160, mặt ngoài bằng pha lê của hàng rào bao phủ bằng kim loại màu đen, ảnh ngược cái bóng mặc áo đỏ đỏ sậm cũ kỹ đang lẳng lặng theo dõi toàn bộ quá trình này. Nên xử lý thế nào đây? Trong căn phòng rồi có lên khó xử suy nghĩ. Anh biết Harel tốt bụng giúp hàng xóm giải quyết kẻ lẻn vào, hơn nữa không lưu lại tên tuổi. Nhưng mà cứ như vậy thì sau khi quản gia báo cảnh sát, sự việc bắt đầu điều tra, khẳng định về sau sẽ chuyển tới kẻ gác đêm. Đến lúc đó thì ai đánh gục kẻ lẻn vào chính là một vấn đề quan trọng đây. Nếu mà Colin thật sự chỉ là người thường thôi, vậy thì không có gì quan trọng, tùy tiện để những kẻ gác đêm điều tra. Nhưng mà anh không chỉ là cường giả danh sách 5, còn đang mưu tính đánh cắp vật phẩm sau cửa Genesee. Anh không hy vọng bị chuyện này ngoài ý muốn ngắt mất tiến trình của mình, không để hối hận bản phân. Thẳng thắn mà nói thì ý tưởng đầu tiên trong đầu của anh là tìm cớ đuổi về Richard. Bất quá, đối thoại vừa rồi nghe được làm cho anh có chút dao động. Nếu lúc này đuổi việc Richard, khát vọng của cuộc sống bình thường của anh ta sẽ bị đánh nát, tương đương với cả mình tự tay đẩy anh ta vào vực sâu, chỉ có thể theo chân đám người kia. Đáng tiếc, thân phận của Wayne Dantis có nhiệm vụ, nếu không tùy tay giúp đỡ một chút thì cũng chẳng vấn đề gì lớn đâu. Colin thở dài suy nghĩ. 10 giây sau thì kẻ hôn mê ở cửa đột nhiên ngồi dậy, hoạt động kết cổ, trốn vào trong bóng đen. Mà lúc này thì quản gia Waiter nghe được tiếng chuông cửa, vừa mặc thêm quần áo đi ra khỏi cửa chính. Tới cửa, Waiter mượn ánh sáng đèn đường xuyên thấu qua khe cửa sắt kia, phát hiện ra bên ngoài không có ai cả, vô cùng im ắng. Trong nháy mắt, Waiter hoài nghi mình có phải nghe lầm không, vừa rồi căn bản không có âm thanh chuông cửa. Hắn định thần lại, bước nhanh tới phòng người hầu phía sau, đánh thức vài người để bọn họ lấy hai khẩu súng săn tuần tra qua lại mấy vòng, phòng ngừa có đạo tặc hoặc là cướp bóc lẻn vào. Waiter thì không lập tức báo cảnh sát, bởi vì chưa có chuyện gì cả. Tiếng chuông cửa này có lẽ chỉ là trò đùa dai của những người vô gia cư nào đó mà thôi. Lúc này thì trong cống thoát nước gần đó, kẻ lẻn vào trước đó cần lấy nắm tay kim loại, dần dần đi xuống, tới khu vực ảm đạm, không có ánh sáng. Rất nhanh, ngừng lại, lưng tựa vách tường, thong thả trượt xuống, ngồi ở trên mặt đất dơ bẩn. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhắm lại, giống như đang ở trong trạng thái hôn mê vậy. Mà phía trước hắn, một quý ngài trung niên mặc áo khoác đỏ sậm cũ kỹ bỗng nhiên hiện ra. Đúng là bí ngẫu của Klein, oan hồn Xenon. Xenon cởi ra thắt lưng của kẻ lẻn vào, mò trong quần áo được hẳn 7 sao le, 11 penny, tiền cùng với cả các túi nhỏ chứa bột phấn khác nhau. Cách mấy chục thước, Klein thao túng bí ngẫu từ xa, nhìn đống bột phấn này thì phát hiện ra quả nhiên đúng như anh dự đoán, đều là bột phấn làm từ các loại thảo dược lĩnh vực tử linh, mà một bộ phận trong đó có thể dùng để thông linh. Xác suất này đến từ người phi phàm con đường người nhặt xác, đến từ Bidon là rất lớn. Cho dù chưa tới danh sách 7 kẻ thông linh, chuẩn bị bột phấn thảo dược cùng với cả tinh du thuần lộ tương ứng cũng rất bình thường. Dù sao tài liệu này không phải chỉ có mỗi tác dụng thông linh. Ngay sau đó thì Colin thao túng bí ngẫu Xenon, rất nhanh bố trí nghi thức cầu nguyện kẻ khờ.
Ngay sau đó thì cô lên thao túng bí ngỗ xe non, rất nhanh chóng thực hiện nghi thức. Anh đi tới sương mù xám, làm ra hưởng ứng, để cho đối phương có thể hoàn thành chuyện kế tiếp. Làm xong tất cả những chuyện này, anh trở về hiện thực, tiếp tục thao túng oan hồn xe non, chân chính bắt đầu thông linh. Xuyên qua ánh sáng nhạt gió bão, cô lên thấy được linh hồn của kẻ nền vào. Hắn đần độn, mơ hồ trong suốt. Người tên là gì? Thuộc về thế lực nào? Xenon trầm thấp nói. Kẻ lẻn vào thì đờ đẫn đáp lại. Godot Philip, tôi thuộc về Đảng Xương Sọ Đen. Đảng Xương Sọ Đen? Hình như là một băng nhóm xã hội đen có địa vị. Từ rìa khu đông, cùng với cả cầu Bách Lan, tới gần bến tàu. Chủ yếu là người của Bayron. Tuy không tính là tàn nhẫn, máu tanh mưa máu gì cả. Không bằng đảng Jammer, nhưng mà cũng rất hung hăng, không sợ giết người. Colin vừa hồi tưởng tư liệu lúc trước sưu tập được, vừa để cho Xenon tiếp tục hỏi. Chủ nhân các ngươi muốn làm cái gì? Vì sao lại tìm Richardson? Godot Philip thì đần độn nói. Chúng tôi vì thần mà chiến. Chúng tôi vốn là thành viên Hội Phục Quốc Đông Bayron. Thành lập đảng Xương Sọ Đen là vì nắm giữ tình báo, thu hoạch tiền tài. Ngoài ra thì còn có một nhiệm vụ nữa. Đó chính là sưu tập các loại vật phẩm có liên quan tới tử thần, mang chúng nó về Nam Đại Lục. Lần này thì chúng tôi nhận được manh mối vô cùng xác thực. Trong những thứ đồ mà bá tước Gorfell sưu tập, có một cái mặt nạ lấy ra từ lăng mộ của gia tộc Edgar. Gia tộc này là hậu duệ của thần. Để lấy được cái mặt nạ này thì chúng tôi cần phải phái người tiến vào làm việc trong nhà bá tước Gorfell, hoặc là tham gia vào yến hội vũ hội do bá tước Gorfell tổ chức. Mà Richard là một nhân tuyển tốt. Hắn tham dự nhiều các vũ hội lớn rồi, kinh nghiệm làm người hầu thì lại rất phong phú. Người hầu trong nhà quý tộc thường thường đều là tổ truyền, nào có dễ dàng tiến vào như vậy. Trừ khi là tạm thời cần số lượng người lớn làm thuê trong nhà của hắn. Nói tới thì thật đúng là có chuyện xảy ra. Ở vũ hội đêm nay, có một cô gái nhắc tới một số quý tộc tình hình tài chính không tốt, phải bán rất nhiều đất cùng trang viên, cắt giảm hầu như toàn bộ người hầu, chỉ để lại không đến 10 người, miễn cưỡng duy trì thể hiện. Chờ có yến hội hoặc là vũ hội cần nhiều người thì tiêu tiền để hiệp hội trợ giúp người gia đình thuê một đám nhân viên tạm thời. Còn nữa, bá tước Wolfram, thế mà sưu tập mặt nạ gia tộc hậu duệ tử thần sao? Mình nhớ rõ họ của ngài Akkot chính là Ecker mà. Đáng tiếc, hiện tại mình không còn hy vọng gặp chuyện ngài ý muốn. Nếu không thì có lẽ sẽ nghĩ biện pháp để giúp ngài Akkot lấy được chiếc mặt nạ kia. Có lên thì lẩm bẩm vài câu rồi để cho Xenon tiếp tục hỏi. Người quen biết Richardson thế nào? Godot Philip khô khan hai tiếng. Chúng tôi quen biết từ khi còn ở trong trang viên của Đông Bayron. Lúc đó chúng tôi đều là nô lệ. Mà trong những nô lệ thì lại có người lặng yên truyền bá tín ngưỡng tử thần. Tôi, Richard, mẹ của hắn, sinh hoạt trong loại cuộc sống kia, không thể không trở thành tín đồ của tử thần, âm thầm gia nhập tổ chức. Sau đó thì mẹ của Richard mắc bệnh mà chết đi. Hắn cũng bị đưa tới Bách Lan, mà tôi thì lại tìm được cơ hội trốn ra khỏi trang viên. Vài năm sau thì tôi được phái đến Bách Lan, trong một lần ngẫu nhiên gặp lại Richard. Hắn thế mà quên mất cái chết của mẹ mình, quên đi quá khứ bị ngược đãi, quên mất tín ngưỡng với thần, bị cái gọi là cuộc sống bình thường này ăn mòn ý chí rồi. Vì tránh né tôi, hắn cố ý phạm sai lầm, liên tục thay đổi ba chủ nhân. Nhưng mà hắn làm sao có thể nghĩ đến đồng bạn trong quá khứ của hắn không còn là người thường nữa rồi. Mọi người đều có quyền lựa chọn, chỉ cần không xúc phạm tới người khác. Bất quá thì mình cũng Richard Sisson là hai loại người khác nhau. Trong phòng, Colin vừa suy nghĩ để cho Xenon trầm thấp nói. Tổ chức rất có ảnh hưởng trong những kẻ nô lệ kia có tên là gì? Godot Philip chần chờ rồi nói. Hội Vĩnh Sinh, tín ngưỡng tử thần,
sau khi rời khỏi đau đớn ở hiện thực, sẽ được sống mãi tại minh giới. Hồi vĩnh sinh, cái này mình biết, chi nhánh của linh giáo đoàn, xuất thân là kẻ gác đêm, nên có lên diệu biết rất nhiều chuyện này. Anh tiếp tục thao túng bí ngẫu Xenon hỏi đối phương, thu được rất nhiều tình báo liên quan tới hội vĩnh sinh, hội phục quốc Đông Bayron, đảng xương sọ đen, xác nhận tên Godot Philip này đã giết hại rất nhiều người vô tội. Chấm dứt thông linh, xử lý xong dấu vết, chờ đợi 20 phút rồi Clint để lại cho oan hồn tiến vào thân thể Godot Philip, khống chế hắn đi ra khỏi cống thoát nước, quay về con đường tối tăm. Mà lúc này thì trong số 160 phố Beckland, đám người hầu mang theo súng săn hai nòng tuần tra, không còn quá chuyên tâm, tự nhờ cho rằng không có nguy hiểm gì vậy. Clint thì giả vờ không phát hiện được điểm này, vẫn ngủ say trong phòng của mình. Nhưng mà anh đã bố trí nghi thức tự mình triệu hồi bản thân, tự mình hưởng ứng chính mình, mang theo quai đồng A-code, hộp thuốc lá bằng sắt cùng với cả mấp máy đói khát, lấy trạng thái cái bóng oan hồn rời khỏi phòng trong im lặng. Anh bám theo phía sau của Godot Philip, trước sau duy trì khoảng cách 80 mét, mượn cái này thao túng con tim bí ngẫu phụ thân để hắn tới khu phố khác, tới chỗ cho thuê xe ngựa. 1 giờ sau thì Godot Philip về tới tổng bộ của đảng xương sọ đen, một căn phòng nhỏ ở khu vực phụ cận bến tàu. Trong này cất giấu số lượng lớn vũ khí quân đội, có vài thành viên hội phục quốc Đông Bayron phái tới, bọn họ cấu thành cao tầng của đảng xương sọ đen. Godot Philip dựa theo phương thức ước định mở ra cửa lớn, nói với cả một đám thành viên rằng: Richard đã khuất phục rồi. Tốt lắm. Thành viên kia thì không quá chuyên tâm, quét mắt nhìn Godot Philip một cái, tránh đường ra để cho hắn thông qua. Godot Philip thì nhìn chung quanh một vòng, thấy trong góc phòng chất đống thuốc nổ siêu mạnh cùng với cả một đống súng trường, mà vài thành viên cao tầng của đảng xương sọ đen thì đang tụ hội một chỗ này, không biết thảo luận cái gì. Godot Philip là một điếu không? Thành viên này đưa tới một điếu thuốc lá. Đây là phong cách của Nam Đại Lục, trực tiếp dùng lá cây thảo dược phơi khô mà làm thuốc lá rồi hút. Godot Philip tiếp lấy, tay cầm lấy diêm trên bàn, rút ra mấy cái, quẹt lửa. Sau đó thì hắn mang que diêm đang cháy, ném về phía góc nhà, ném về phía cửa sổ chất nổ, rất dễ bị điểm hỏa kia. Toàn bộ người ở đây thì đều lộ vẻ đờ đẫn nhìn Godot Philip. Trong thời gian ngắn ngủi, không kịp phản ứng, oanh đùng. Cách đó ngoài mấy chục mét, cậu lên thì đang ngồi đưa lưng về phía căn nhà ánh ngựa bốc lên, khí lưu huỳnh quay cuồng. Vài giây sau thì Xenon mặc áo khoác đỏ sậm xuất hiện bên cạnh anh ta, có một chút dấu vết lửa cháy. Oan hồn này lấy tay để ấn ở ngực mặt ngoài đồng vàng cúi chào, trở về trong hộp thuốc lá bằng sắt. Đáng tiếc không thể nhặt lại đặc tính vi phạm, nếu không sẽ không giống một chuyện ngoài ý muốn. Cao tầng đảng xương sọ đen, không có người phi phạm tuyệt đối sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Colin thì âm thầm thở dài một câu, xử lý sạch dấu vết, chấm dứt triệu hồi, trực tiếp trở lại sương mù xám. Sáng sớm hồi hôm sau, anh ra vẻ không biết chuyện gì, rời giường rửa mặt, trở về bên người giúp việc, tiến vào giúp mình mặc quần áo. Richardson thì lặng lẽ đi vào, thuần thục hoàn thành công việc của mình. Tiếp theo thì hắn luôn ra phía sau một bước rồi thấp đầu nói: Thưa ngài, tôi muốn từ chức sau khi làm hết tuần này. Hắn bình thường nhận tiền lương từ nữ quản gia Tena. Vì sao? Colin nhìn bản thân trong gương, vừa sửa sang lại di lên vừa hỏi. Cùng lúc đó thì anh thầm nghĩ trong lòng, cũng không tệ lắm, biết chủ động từ chức, không mang điểm phiền toái cho chủ thuê. Richard sớm đã nghĩ ra lý do rồi. Tôi cảm giác năng lực của mình còn chưa đủ để đảm nhiệm chức người giúp việc thân cận. Trong vũ hội tối hôm qua thì tôi trao đổi với cả người hầu của khách mời khác, phát hiện ra mình còn kém rất xa. Colin cười cười nói: Mọi người đều là từ không có kinh nghiệm mà trưởng thành lên. Suy nghĩ lại rồi ngày mai trả lời tôi nhé. Vâng thưa ngài. Richard thì không nói thêm gì nữa, chủ động rời khỏi phòng, đi lầu lấy cho Colin báo chí sáng nay.
Trong quá trình này thì hắn sẽ cố ý đọc được, đặt tờ thú vị nhất ở bên trên. Trong lúc lật xem, ánh mắt của hắn đột nhiên động lại, tập trung ở tờ tin tức thứ nhất. Số 79 phố Đi Ham, khu vực cầu Bách Lăn, phát sinh một vụ nổ kịch liệt, nghi ngờ có liên quan tới đảng Xương Sọ Đen. Theo lời cảnh sát thì toàn bộ cao tầng của đảng Xương Sọ Đen đã chết trong vụ nổ ngoài ý muốn này, bao gồm cả Lima, Morelia, Godot Philip. Cái này, Richardson lấy tay xoa xoa mắt, hoài nghi mình đang nằm mơ. Số 160 Bách Lăn, nhà ăn trên lầu 2. Clint vừa mới nhận được bánh mì nướng phết bơ từ người hầu của mình. Đã thấy quản gia đi đến rồi. Waiter thì cúi chào một cái rồi nói: "Thưa ngài, tối hôm qua có người không biết lai lịch bấm vang chuông cửa nhà chúng ta. Bởi vì thời gian đã quá trễ, tôi không đánh thức ngài, chỉ là để cho đám người hầu lấy súng săn đi hai vòng, thay phiên nhau tuần tra một đêm. Nếu ngài cho phép thì hôm nay tôi sẽ tới cục cảnh sát, kêu bọn họ tăng mạnh tuần tra khu phố mỗi đêm." Thuê một quản gia như vậy thì ngoại trừ đắt, không có khuyết điểm gì vậy. Colin nhẹ nhàng gật đầu, uống một ngụm sữa tươi và được đưa tới rồi nói: "Tốt lắm. Số 39 phố Bách Lan, ở nhà nghị viên Marsh." Harrell thì tiến vào ở lầu 2, thấy mẹ của mình là Liana đang nói chuyện với cả nữ quản gia. "Đã có chuyện gì sao?" Cô vén một lọn tóc màu xanh đậm ra sau tai. Liana cười nói: "Nửa đêm hôm qua, có người bấm chuông cửa nhà Dantis. Một trò đùa dai sao?" Harrell thì tìm vị trí ngồi xuống. "Không ai biết được. Tóm lại, sáng hôm nay thì quản gia Dantis đang tới cục cảnh sát." Liana nói ra tin tức biết được từ miệng của người hầu. Harrell thì hơi gật đầu nói: "Để cho cảnh sát tham gia là biện pháp tốt nhất rồi. Nhưng mà cái này hoàn toàn vô dụng, bởi vì căn bản không biết là ai bấm vang chuông cửa. Hiện trường thì không có một người nào cả." Liana lắc đầu cười nói. Harrell sửng sốt, bật thốt lên hỏi ngược lại: "Hiện trường không có ai sao?" "Đúng thế. Quản gia Datis hình như chỉ là nói cục cảnh sát tăng mạnh tuần tra ban đêm ở khu phố này thôi. Đây là một chuyện tốt. Là phu nhân nghị viện hạ nghị viện, con gái đại luật sư, Lina ở trong ngành cảnh sát có quan hệ rất tốt." "Không có một người nào." Harrell thấp giọng lặp lại một lần nữa, lâm vào trầm tư. Một lúc sau thì cô rời khỏi phòng quay, quay về lầu 3. Trên đường đi cô nhịn không được, nắm tay lại, vung tới phía trước vài cái, tựa như đang kiểm tra sức lực của mình vậy. Khuôn mặt thì rõ ràng đang lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong phòng ngủ, Colin nhìn số lượng đồng vàng chất đống trước mặt. Trong mắt thì phản chiếu màu sắc sáng loá. Đống vàng này tổng cộng có trị giá 4.000 bảng. Trải qua một thời gian gom góp, Thượng tướng ngôi sao Capella rốt cục hoàn thành giao dịch, may mắn cân bằng. Ngoại trừ những đồng vàng ra, còn trả 6.500 bảng tiền mặt. Thẳng thắn mà nói, một đống lớn đồng vàng như vậy thì quả thực có lực trùng kích thị giác hơn tiền mặt rất nhiều. Colin vừa cảm thán, vừa lấy ra từ túi áo 13 đồng vàng Ruel của Thượng tướng Máu Xenon, để chúng nó chung một chỗ cùng với cả đống này. Làm xong tất cả những cái này thì anh mới lấy ra đèn Harmonica nhà bảo hiểm, để tới bên miệng thổi một cái. Trong im lặng, Renetti cầm theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ xuất hiện ở phía trước. "Quý cô, đây là khoản tiền đầu tiên, tổng cộng là 4.013 bảng." Cô lên thu hồi tầm mắt từ đống vàng, nhìn về phía tiểu thư tiến sứ kia. Không thể không nói thì anh có chút tò mò. Tiểu thư tiến sứ này sẽ làm thế nào để di chuyển một đống lớn vàng như vậy? Anh nhớ lúc đối phương thu thư thì đều là dùng răng cắn. "Tốt lắm, còn thiếu 5.080 bảng." Đầu của Renetti thì nói theo thứ tự. "Không cần nhắc nhở tôi." Colin gượng ra một nụ cười nói. "Tôi sẽ mau chóng gom góp." Renetti thì không nói gì nữa. Một cái đầu trong đó thì cố gắng mở miệng.
Bỗng nhiên, trước mặt của cô ta trở thành bóng tối sâu thẳm. Toàn bộ đống vàng này giống như là nước chảy vậy, bị lốc xoáy hút vào, điên cuồng lao đi. Ngắn ngủi vài giây, đống vàng biến mất, không thấy đâu nữa. Bốn cái đầu của Renetti thì đồng thời gật một cái, lập tức quay trở về linh giới. Trên người còn có 8.156 bảng tiền mặt và 5 đồng vàng Ruel. Miễn cưỡng có thể nói là một phú ông rồi. Nếu mà thực sự có cơ hội đầu tư, mình sẽ bỏ tiền ra, chứ không phải chỉ nói miệng như bây giờ. Như vậy thì trong thời gian ngắn hạn sẽ không bị người khác hoài nghi là lừa gạt. Lạc quan một chút, có lẽ có cơ hội đầu tư giúp mình kiếm về số tiền tiêu hao lúc trước. Tốc độ tiền đẻ ra tiền luôn rất 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 nhanh. Clint thì không tiếng động thở hắt ra, chuyển ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, bắt buộc mình thưởng thức cảnh khu phố bị đám sương mù bao phủ. Ban đêm, tiến đến khu đông. Ở những nơi đèn đường tối tăm, không chút ánh sáng thì không gian đen kịt, giống như đang ẩn chứa vô số quái vật cùng tội ác vậy. Húc khoác một cái áo choàng có mũ trùm, bước chân tiến vào một cái ngõ nhỏ, đi tới bên ngoài một căn phòng có vẻ thực cũ nát. Đây là tụ hội mới ở khu đông mà trước đó cô từng đề cập với cà phê. Húc không vội vã gõ cửa theo ám hiệu đã sớm định trước, mà trước tiên cúi đầu xem kỹ cách ăn mặc của mình. Điều khác với cả bình thường là cô hôm nay mặc là một đôi giày độn. Đôi giày độn này thì nhìn vào không khác lạ, nhưng mà Húc rất rõ ràng đế của nó rất dày, bên trong thì còn nâng cao phần gót, có thể giúp một người đột nhiên cao hơn không ít. Cái này là có thể che giấu đi đặc điểm của Húc. Sờ sờ lê ba cạnh giấu trong người, Húc đội lên mũ trùm, gõ vang cửa phòng theo nhịp. Rất nhanh thì cô được dẫn vào bên trong, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Đợi cho những người đến tham dự đều đã tới, người triệu tập tụ hội rốt cục đã đi đến rồi. Chiều cao của hắn thuộc tầm trung, trên dưới 1m7, mặc trường bào màu đen cổ điển, đội mũ đỉnh nhọn dành cho pháp sư. Trên mặt thì đeo mặt nạ có màu như là dùng đồng thau tạo thành vậy, mang tới cảm giác cổ xưa mà thần bí. Màu da hơi tối, nhưng mà lại không có tới màu nâu, như là người khu vực Firebot vịnh Deep Sea vậy. Nhưng mà cái này chưa thể khẳng định, màu da có thể là do phơi nắng, tóc đen, hơi quăn. Điểm ấy thì phù hợp với phán đoán thứ nhất. Húc dùng tư thái của quan trị an để đánh giá đối phương. Người đàn ông đeo mặt nạ đồng thau này nhìn quanh một vòng, trầm thấp, nở một nụ cười rồi nói: các người có thể gọi tôi là Ngài X. Ngài X, khóe miệng Húc nhịn không được, giật giật mấy cái. Từ khi trở thành nhân viên bên ngoài của MI9 thì cô đã biết tình huống của không ít tổ chức bí ẩn, trong đó có hội cực quang. Cho nên cô rất rõ ràng các thần sứ của hội cực quang lấy chữ cái làm danh hiệu, thích tự xưng bản thân là ngài hoặc quý cô. Mà theo cô thấy, tự xưng trước mắt này thì dường như là chẳng khác gì chủ động bại lộ thân phận cùng với cả lai lịch. Dù sao thì không thể có chuyện tất cả thành viên tham dự tụ hội đều là người phi phạm, hiểu biết ít được. Hắn không sợ bị người ta nhận ra sao? Khó trách vị kia nói hội cực quang đều là đồ điên, không thể dùng logic bình thường để lý giải hành vi của bọn họ được. Từ lúc ngài ấy biến mất, khi Bách Lan xuất hiện kẻ giả mạo tên của hắn hoặc đồng bạn hắn triệu tập tụ hội giành lợi ích, kẻ chủ sự thì đều bị mật báo rất nhanh rồi bị bắt. Ngài X này thì cũng không nhất định là người của hội cực quang, có lẽ thuộc về đồng loại trước đấy. Húc thu hồi ánh mắt của mình, yên tĩnh lắng nghe tụ hội. Cô rất ít khi mật báo chuyện cùng loại, bởi vì cô từng có một cuộc sống gian nan cầu sinh, hiểu được mọi người đều có khó khăn của mình. Cho nên chỉ cần không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn thôi, cô sẽ không cung cấp tin tức tương ứng cho MI9. Nếu xác định là thần sứ hoặc cực quang, vậy cử báo, bọn họ đều là đồ điên cả, sẽ mang đến nguy hại cực lớn. Húc vừa nghĩ, vừa xem người khác trao đổi tin tức
hoặc hoàn thành giao dịch. Cô không tham dự nhiều. Thứ nhất là vì không cảm thấy quá hứng thú với cặp vật phẩm cùng tình báo xuất hiện. Thứ hai là vì ma dược kẻ thẩm vấn cần rất nhiều tiền. Chấm dứt tụ hội, trở lại chỗ của khu Yogurt. Húc thấy Phil đang đắp mặt nạ, nằm ở nơi đó nhàn nhã đọc sách. Thế nào, cái tụ hội kia ra sao rồi? Phil thì làm bộ không chút để ý hỏi. Húc để áo choàng sang một bên rồi nói. Số người tham gia không ít, xuất hiện rất nhiều nhân vật, nhưng mà còn tập trung ở danh sách thấp. Lần đầu tụ hội thì khẳng định không có người nào trực tiếp lấy được thứ tốt đâu. Phil buông xuống tiểu thuyết trong tay. Húc gật đầu. Người tụ hội tự xưng là Ngài X, nhưng mà đến cùng có liên quan gì tới Ngài A hay không thì chẳng ai biết được. Ngài X chẳng lẽ là thần sứ của hội cực quang sao? Sẽ không phải là Louis Wayne chứ? Tinh thần của Phil run lên, vội vàng hỏi. Bộ dáng của hắn nhìn như thế nào? Hắn đeo mặt nạ. Húc trợn mắt lườm Phil một cái. Cậu nghĩ mình có được đôi mắt có thể nhìn thấu đồ vật sao? Không không không, ý tứ của mình, hình tượng chỉnh thể của hắn ấy. Phil thì từng gặp được Louis Wayne ở nhà thầy của Dorian Gray, biết được bộ dáng của đối phương thế nào. Là một quan trị an thì Húc không chút nào cố sức để miêu tả hình tượng của Ngài X. Cuối cùng nghi hoặc nói, mặc kệ có liên quan gì đến Ngài ấy hay không, người như vậy thì đều sẽ rất có khả năng bị mật báo. Hắn không lo lắng sao? Phil nghe xong miêu tả của Húc thì xem qua bức họa cô mượn dùng năng lực quan trị an vẽ lại. Trong lòng cảm thấy mừng thật. Nghĩ thầm Ngài X này rất có khả năng chính là phản đồ gia tộc Abraham, Louis Wayne. Không lo lắng mật báo là vì hắn là nhà lữ hành, gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể thông dong đào tẩu. Nếu mà tổ chức chính phủ dựa vào kinh nghiệm đối phó với cả Ngài A để bắt hắn thôi, quả thật là sẽ rất dễ dàng thất bại. Phil nói thầm trong bụng, không lại nói thêm về vấn đề này nữa, chuyển sang hoặc cái khác. Đợi cho Húc đi tắm rửa rồi, cô dùng năng lực nhà chiêm tinh của mình, hỏi linh tính của mình, đặt hình tượng Louis Wayne cùng với cả Ngài X trùng điệp lên nhau, đều đạt được là bọn họ chính là một người. Thật đúng là như vậy, Phil đứng lên, kích động đến mức đi qua đi lại trong phòng của mình. Suy nghĩ thứ nhất trong lòng của cô đó là mật báo các giáo hội lớn, cùng với cả nhắc nhở mục tiêu có năng lực nhà lữ hành. Chợt nhớ tới trước đó từng thuê Ngài Thế Giới ám sát Louis Wayne. Mặc kệ thế nào thì hỏi Ngài Thế Giới có rảnh rỗi muốn tiếp nhận nhiệm vụ này hay không. Không thể đắc tội với cả ông ta. Nghĩ đến tính cách của Ngài Thế Giới thì Phil liền dùng mình một cái. Sau khi có quyết định rồi thì cô trước xác nhận Húc còn đang tắm rửa. Trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không đi ra. Tiếp theo bắt đầu cầu nguyện với kẻ khờ. Xin chuyển lời cho Ngài Thế Giới. Thần sứ Louis Wayne, hội cực quang đã xuất hiện. Đại khái là nhà lữ hành, danh hiệu là Ngài X. Sau khi nghe được âm thanh hư ảo khẩn cầu trùng điệp, cô lên thì còn đang ngồi ở trên xe bốn ngựa kéo đi. Từ giáo đường ST sau ne quay về khu Bách Lan. Là nữ, không phải quá sốt ruột. Đối với cả chuyện này thì anh chỉ có thể sơ bộ phán đoán ra mà thôi. Không cách nào lập tức đi tới sương mù xám được. Quét mắt, nhìn bóng tối bị đèn đường khí ga bao phủ, xua tan ngoài cửa sổ. Colin thu hồi tầm mắt, cầm lên chén trà sứ nạm vàng, nhẹ nhàng ngấp một ngụm. Richardson thì ngồi bên cạnh thấy thế. Cô lấy dũng khí rồi nói. Thưa ngài, tôi đã rõ ràng. Ngài nói rất đúng. Mọi người đều đi lên từ không có kinh nghiệm. Cảm tạ ngài đã cho tôi một cơ hội để trưởng thành như vậy. Xác nhận tin tức của Gopard Philip, đám người kia đã tử vong. Hắn rốt cục không còn lo lắng, bắt đầu suy xét công việc của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đổi mới chủ nhân, có thể nói là vết bẩn tương đối lớn với cả một người hầu. Một khi từ chức ở chỗ Winnie Dantis thôi thì Richardson tin rằng mình rất khó tiếp tục làm người giúp việc cẩn thận.
Cái này với hắn mà nói thì là một tổn thất rất lớn. Không chỉ bởi vì người giúp việc cận thân ít nhất cũng có lương 25 bảng một năm, hơn xa các loại chức vụ khác, tương đương với cả nữ hầu bên cạnh nữ chủ nhân. Còn cho người giúp việc nam và người giúp việc nữ cận thân cơ hội rất lớn, có thể trở thành quản gia. Bọn họ đi theo nam chủ nhân hoặc nữ chủ nhân, giúp đỡ xử lý việc vặt, làm tai mắt, trợ thủ của bọn họ. Từ đó thì bồi dưỡng năng lực bản thân, nắm giữ được các loại kỹ xảo của quản gia, đồng thời nhờ đó trở thành thân tín của cố chủ. Chỉ cần có cơ hội thôi thì sẽ dễ dàng chuyển thành chấp sự trang viên, trợ thủ quản gia, phó quản gia, thậm chí thăng lên thành quản gia. Richardson thì quả thật khát vọng cuộc sống bình thường, nhưng mà điều này không có nghĩa hắn sẽ hài lòng làm người hầu cả đời đâu. Hắn đương nhiên muốn cố gắng để kiếm được càng nhiều tiền lương hơn, đạt được địa vị càng cao hơn. Mà quản gia một gia đình phú hào là mục tiêu cuối cùng của hắn. Hiện tại rõ ràng thì không tính là quá muộn. Colin cười hồi đáp, cho phép Richard lưu lại. Trở lại số 160 Backland. Anh vừa yêu cầu nữ quản gia Tiana kêu nhà bếp chuẩn bị cho mình một bữa ăn khuya. Vừa lên tầng 3 thì cởi áo khoác, tiến vào nhà vệ sinh. Lúc này trong bồn tắm lớn đã đổ đầy nước ấm, có nhiệt độ thích hợp do nữ hầu chuẩn bị từ 5 phút trước. Colin thì không vội vã vào tắm mà đi phía sau màn sương mù xám, xem vừa rồi là ai đã cầu nguyện. Ngài X, nhà lữ hành sao? Hiệu suất của tiểu thư ma thuật sư không chậm chút nào. Bất chi bất giác, cô ta cũng đã trưởng thành. Colin tự nói vài câu. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh thể hiện ra thế giới Hermes Bardo để cho người này giả vờ cầu nguyện trong không gian tràn ngập sương mù xám. Cho tôi thời gian, địa điểm, cùng càng nhiều tình báo hơn. Như vậy thì mới có thể hành động được. Colin suy nghĩ đơn giản, đó chính là năng lực của nhà lữ hành rất hữu dụng. Nhưng mà Wayne Dantis rất khó rời khỏi thành phố Mechlan trong một thời gian dài, hoặc ở trong phòng quá lâu. Nếu bên tiểu thư ma thuật sư có thể cung cấp chi tiết tình huống đáng tin cậy, ám sát một lần thì sẽ không vấn đề gì. Nhưng mà nếu để thế giới tìm kiếm tin tức từng chút một từ bên ngoài, vậy khẳng định là không cách nào, sẽ ảnh hưởng chuyện càng quan trọng của mình hơn. Rất nhanh thì ma thuật sư phim đáp lại, tôi sẽ mau chóng tìm kiếm. Bởi vì không xác định được lần tụ hội sau của ngài X sẽ có tổ chức khi nào, ở địa phương nào, cho nên cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Làm xong chuyện này rồi thì Colin trở lại hiện thực, cởi sạch thân thể, nằm ở trong bồn tắm. Dòng nước ấm áp bao vây thân thể, anh thoải mái nheo nheo ánh mắt, cảm thấy thân thể cùng với cả tâm linh mệt mỏi đang từng chút một được gột rửa. Trong khoảng thời gian này thì anh đã vài lần đi tới giáo đường ST Saune, nghe giám mục Electra giảng giải đêm của ngày tận thế, lại nắm được đặc điểm cùng với cả hình tượng của hai người trông coi bên trong. Bất quá, bởi vì còn chưa có thấy lặp lại, anh vẫn không thể xác định được quy luật thay phiên của những người trông coi. Mà hành vi này thì cũng sẽ mang đến phiền toái. Colin mở to mắt, nhìn hơi nước tràn ngập xung quanh, ở trong lòng thì thở dài một câu. Lần đầu tiên thẩm tra hẳn là sắp tới rồi. Một quý ngài thường xuyên ra vào khu vực giáo đường ST Saune, sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người kẻ các đêm thẩm tra. Mà lai lịch của anh ta còn không được rõ ràng, chuyện tình thì càng thêm phiền toái đây. Nếu không thẩm tra, đối với cả kẻ các đêm mà nói thì đây chính là một sự cố thất trách nghiêm trọng. Colin thong thả thở hắt ra. Ở dưới lòng đất giáo đường ST Saune, Leonard yên tĩnh đi ra khỏi một căn phòng. Đôi mắt xanh biếc của anh ta thì lúc này như là nhiễm phải quái thủy màu đen vậy, có vô số bọt biển cùng với cả gợn sóng hư ảo xuất hiện rồi lại biến mất. Không tệ, nhanh như vậy đã thành an hồn sư, sắp vượt qua tôi rồi. Daily Simon đứng bên cạnh hành lang, giống như trêu chọc lại giống như tự diễu chúc mừng một câu vậy. Cô vẫn mặc áo bào đen, đội mũ trùm, mắt lam mà má hồng, xinh đẹp một cách yêu dị. Leonard nhìn cô gái quen thuộc này,
chị cảm thấy khí chất của đối phương càng thêm âm lãnh. Xung quanh thân thể giống như cất giấu vô số bóng ma vậy, một tầng nối tiếp một tầng, thâm thúy mà lạnh lẽo. Thực hiển nhiên, tôi còn cách cô một đoạn rất dài. Với trạng thái của cô thế này thì hẳn có thể tấn thăng làm người trông cửa rồi nhỉ? Lều nặng ở trước mặt Daily thì không còn quá tùy ý, nói chuyện cũng tương đối đứng đắn. Bởi vì nếu muốn nói giỡn, cuối cùng người mặt đỏ xấu hổ khẳng định là hắn thôi, mà không phải cô ấy. Người trông cửa là danh sách năm, con đường tử linh. 2 tháng trước đã có thể. Daily thì không hề giấu giếm chuyện này, vẻ mặt hơi vặn vẹo. Leonard đại khái rõ ràng là vì nguyên nhân gì rồi, khẽ gật đầu nói. Còn chưa tích lũy đủ công hơn sao? Daily nghe vậy thì nhếch miệng. Đúng vậy. Cái này giống như là đã lên giường, tất cả chuẩn bị, lại phát hiện ra trong nhà của mình không có bao cao su vậy. Mà bên ngoài đã là tối muộn rồi, hầu hết các cửa hàng trong khu phố đều đã đóng cửa. So sánh thật táo bạo, Leonard không tiếp cận đáp lại, chỉ có thể cười nói. Cô có thể chủ động tiếp nhận một cái. Không cho Daily cơ hội nói chuyện rồi, hắn chỉ vào một cái hành lang khác rồi nói. Đội trưởng Swiss còn chờ tôi báo cáo tình huống tấn thăng. Daily không nói gì cả, nhìn theo hắn rời đi. Đợi cho bóng lưng của hắn biến mất rồi, cô gái này mới lộ ra vẻ mặt hơi hoảng hốt một chút, thấp giọng lẩm bẩm. Đội trưởng Swiss. Trong căn phòng lâm thời đóng quân của tiểu đội bao tay đỏ, Leonard Swiss vừa trở thành linh vu không lâu, nhìn tác phong tùy ý của cấp dưới tiến đến, tùy tay liền đã đưa tới một phần văn kiện. Tốt lắm, cậu đã tấn thăng được rồi, chúc mừng cậu. Trước tiên thì làm một lần thẩm tra trong mộng mục tiêu đi. Lúc này thì đã là đêm khuya, nhưng mà đối với cả nhóm kẻ gác đêm thì chủ lực của người không ngủ mà nói, bây giờ không khác nào với cả ban ngày cả. Bản thân ngược lại càng mạnh hơn. Cái này không phải nhiệm vụ của kẻ gác đêm bản địa sao? Leonard tiếp nhận văn kiện, thuận miệng hỏi. Bọn họ gần đây thì không có ít chuyện phải làm, nhân thủ không đủ, nên mới mong chúng ta giúp đỡ một chút. Suýt không quá để ý, giải thích mấy câu. Leonard thì cũng chẳng hỏi nhiều, lúc này cúi đầu lật xem văn kiện. Đầu tiên, lọt vào trong ánh mắt của anh là một tấm ảnh chụp mà khuôn mặt quý ngài trung niên này thì đã từng để lại cho anh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Wayne Dantis, đồng tử của Leonard co rụt một cái. Hắn biết quý ngài này, rõ ràng đối phương là một quái vật bất tử, sống từ kỳ đệ tứ tới giờ, ít nhất thuộc tầng cấp thánh giả, thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa, hắn còn biết bí mật của mình, biết thân phận của ông lão. Leonard theo bản năng thì đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Đội trưởng Swiss, tôi vừa tấn thăng, linh tính còn có chút khó lòng khống chế. Như vậy sao? Swiss lúc này mới phát hiện ra mình tựa như phạm sai lầm, bèn quay đầu nói với cả một vị bao tay đỏ khác. Albert, cậu tới đi. Albert là một người đàn ông chừng 30 tuổi, tóc ngã vàng, làn da thì hơi lộ vẻ tái nhợt, thể trạng không quá cường tráng. Leonard nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ra văn kiện cho đối phương. Đúng lúc này thì trong lòng của hắn đột nhiên bụp một cái. Albert tiến vào trong mộng của quái vật bất tử kia thì có khi nào sẽ bị ảnh hưởng xấu không? Giờ khắc này thì hắn có chút hối hận, cho rằng hắn phải đi để mình giải quyết chuyện này thôi. Ít nhất hắn rõ ràng tính nguy hiểm, chào hỏi đối phương không đến mức quá mạo phạm. Danny Dantis hẳn là sẽ không làm gì với cả Albert đâu. Nếu mà hắn làm cho Albert xuất hiện dị thường thì vậy lập tức sẽ bại lộ thôi. Mà với cả thực lực của giáo hội, cùng với cả tình huống của Bách Lan, hắn căn bản không thể còn sống rời khỏi thành phố này đâu. Leonard rất nhanh bình tĩnh, tin tưởng Wayne Dantis sẽ dùng phương thức hòa bình để tránh né kiểm tra trong mộng. Hắn kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh của Albert. Nhìn như ở không chút để ý đọc báo, thực ra là đang chú ý đối phương, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Số 160 phố Bách Lan, trong phòng ngủ, Klein thì bỗng nhiên thanh tỉnh khi đang ở trong cảnh trong mơ, biết có người ngoài đến đây. Kẻ gác đêm thẩm tra sao?
Anh vừa nói thầm rồi vừa nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra mình đang đứng ở trong phòng. Tiếp theo thì anh nghe được tiếng đập cửa cốp cốp. Tiến vào đi. Cửa phòng mở ra, một quý ông tóc ngã vàng, mặc áo gió màu đen, thể trạng tương đối gầy yếu đi đến. Đúng là bao tay đỏ Albert. Tôi là cảnh sát cảnh ti Bách Lan. Albert tùy ý đưa ra giấy chứng nhận rồi ngồi xuống đối diện Klein. Có chuyện gì sao cảnh quan? Klein biết mình chịu năng lực ác mộng ảnh hưởng, lúc này phát biểu bình thường một chút. Albert thể hiện ra một tờ giấy rồi dùng tiếng nói trầm thấp thì thầm: Wayne Dunnett, nam, người quận Deep Sea. Phần tư liệu này có chân thật không vậy? Có một bộ phận chân thật, có một bộ phận là giả. Trong mộng thì Klein thành thực đáp lại: chỗ chân thật đại khái chỉ có giới tính nam thôi, và không có bạn gái mà thôi. Cùng lúc đó thì anh ở trong lòng tự giễu một câu. Albert hỏi: chỗ nào là giả? Klein đối với cái này thì sớm có chuẩn bị rồi, trong lòng vui vẻ, gương mặt giãn ra nói: tài phú của tôi hoàn toàn không phải đến từ tài nguyên khoáng sản, mà là lúc mạo hiểm ở Nam Đại Lục. Anh kết hợp thông tin từ chỗ của Anderson miêu tả Tây Bidon, thiết lập hình tượng một người dân bình thường ở trong khu vực Ruen cùng Entit thường xuyên xung đột, sử dụng tài ăn nói, tình báo, kinh nghiệm và lá gan lớn mật để kiếm về rất nhiều tiền bạc. Cái câu chuyện này không tính là chi tiết, chỉ là một cái đại cương thôi. Mục đích chủ yếu là để đám người kẻ gác đêm tin tưởng Winnie Dantis là một người thường có tinh thần mạo hiểm, mà không phải là một người phi phàm đi làm giàu. Ở Ruen này thì có rất nhiều người tương tự, không có gì đặc biệt cả. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì cho Tiến xin phép dừng ở đây thôi. Thời lượng như vậy cũng hòm hòm rồi. Đọc một chút nữa thì mình sẽ khá bị đau họng đấy, và ảnh hưởng tới một ngày làm việc nữa. Và chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui nha, và không còn bị ảnh hưởng bởi ngày 8 tháng 3 nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.